Phật Pháp Ứng Dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư Tiến Sĩ Thích Đồng Thành. Giờ này toàn thể hành giả chúng con đang hướng tâm về phương trượng để thành kính cung đón Thầy Quang Lâm về nơi giảng đường, chia sẻ thời Pháp Sọi với đạo tràng chúng con. Ngưỡng mong Thầy Quan Hỷ Quang Lâm. Ban Trung Cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư Quang Lâm. Toàn thể đạo tràng chắp tay niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền để cung thỉnh Thầy Quang Lâm. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đi vào thời pháp thoại sáng hôm nay, để nguyện cầu chư Phật chứng minh, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư, kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư an tọa. Kính mời đạo tràng Phật tử đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Đại Đức Giảng Sư. Quả thật nơi đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con có một niềm xúc động vô biên khi được cung đón Đại Đức Giảng Sư Quang Lâm về đạo tràng chúng con để chia sẻ thời pháp thoại. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, chắc hẳn rằng những hình ảnh về một vị giảng sư nhỏ người nhưng vô cùng dễ thương, một hình ảnh của một bậc thầy với một dốc ván vô cùng trang nghiêm, và đặc biệt những thời pháp thoại vừa qua, thầy đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho đạo tràng chúng con, với đặc biệt là một chất giọng vô cùng hay, pha lẫn một chút âm điệu của miền Trung thân yêu, mà đạo tràng chúng con khi được hay tin cung đón một vị giảng sư từ miền Trung xa xôi trở về đạo tràng Tường Vân để chia sẻ, thì đạo tràng chúng con đã biết được rằng Đại Đức Thích Đồng Thành cho thấy rằng những tình cảm và đặc biệt là những gì chúng con đã học được ở Đại Đức Giảng Sư là vô cùng hay, và để lại những dấu ấn cho đạo tràng chúng con vô cùng đặc biệt. Và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, chắc rằng chúng ta không còn xa lạ gì với Đại Đức Giảng Sư của chúng ta sáng hôm nay, nhưng đặc biệt chắc cũng có những vị mới, cho nên ban tổ chức xin được hướng tâm về Pháp Tòa. Xin trân trọng giới thiệu đến đạo tràng chúng ta Đại Đức Tiến sĩ Thích Đồng Thành, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng Pháp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định, trụ trì Chùa Thiên An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, xin giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, vào giờ này nơi hội trường của chúng con đang lắng tâm hướng về Pháp Tòa để đón nhận những lời Pháp thoại mà Thầy sẽ chia sẻ cho đạo tràng chúng con sáng hôm nay. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Pháp âm của Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức trụ trì tu viện Tường Vân, kính thưa toàn thể quý vị tham dự khóa tu ngày hôm nay. Quả thật hôm nay chúng con và chúng tôi có đủ duyên lành để trở về đây tham dự cái khóa tu của quý vị cũng như chia sẻ Phật Pháp. Trước hết chúng con kính tri ân Đại Đức trụ trì cùng chư tôn đức bổn viện đã tạo duyên lành cho chúng con về đây. Chúng con kính chúc Đại Đức và đại chúng pháp thể kinh an, Phật sự thành tựu, và chúng tôi cũng kính chúc toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập vô lượng an lạc. Kính thưa quý Phật tử, mỗi lần mà Đại Đức trụ trì mời chúng tôi về đây để chia sẻ Phật Pháp với tất cả quý vị, thì chúng tôi cảm thấy rất là hoan hỷ, nhưng mà cũng rất là hồi hộp. Cách đây hơn một tháng, khi nhận được điện thoại thì chúng tôi đã có một cái sự thay đổi, có một cái gì đó nó khác thường này. mà ngay cả tối hôm qua đó, chúng tôi ngủ rất là ít. Bởi vì sao? Mong chờ trời sáng cho thật sớm, thật nhanh để trở về đây. Cho nên trong cái tâm tưởng của các vị sao thì chúng tôi không biết, nhưng mà bản thân của chúng tôi mỗi lần về tu viện Tường Vân này, gặp gỡ quý hành giả từ các nơi trở về đây, cảm thấy như là một cái niềm hạnh phúc rất lớn, một sự hội tụ rất hy hữu của tất cả chúng ta từ mọi miền của đất nước, từ mọi giới tính, từ mọi thành phần của xã hội. Nhưng chúng ta có chung một tấm lòng, có chung một hạnh nguyện và có chung một niềm an lạc. Và chúng tôi nghĩ rằng đây là cái niềm hạnh phúc, cái niềm vinh hạnh có lẽ lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người con Phật chúng ta. Thưa quý vị, hôm nay là ngày rằm tháng 3 năm Ất Mùi. Như vậy thì chỉ còn một tháng nữa là chúng ta đã chuẩn bị hân hoan để đón mừng ngày đản sanh của Đức Phật. Mỗi khi mà đến cái thời điểm để chuẩn bị cho ngày đản sanh của Đức Phật thì chúng tôi thường hay chiêm nghiệm và có một cái sự tư duy rất là nhiều để làm sao mình đón mừng ngày đản sanh cho nó đúng nghĩa. Và chúng ta biết rằng sự hiện hữu của Đức Phật cũng như Đạo Phật ở trên cuộc đời này, niềm tự hào của Đạo Phật chúng ta không chỉ là một cái hệ thống giáo lý cao siêu, sâu sắc, một cái hệ thống tín ngưỡng rất là hoàn bị, nhưng cái niềm vinh hạnh và tự hào của Đạo Phật chúng ta đó là đã cung ứng cho cuộc đời này những cái phương pháp, những cái cách thức để áp dụng vào cuộc sống, mang lại niềm an lạc đích thực cho tất cả mọi hạng người, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt thời đại, không phân biệt giới tính gì cả. Và hướng đến cái ngày đản sanh của Đức Phật, chúng ta càng nghĩ làm sao để áp dụng cái lời dạy của Đức Phật vào trong đời sống của mình, mỗi ngày một an lạc, mỗi ngày một hạnh phúc hơn. Và tất cả quý Phật tử đều đồng ý rằng khi chúng ta nói về sự đản sanh của Đức Phật thì chúng ta đều biết trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật nói rằng khi mà Ngài ra đời là vì mục đích gì? Vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy cuộc đời của Đức Phật thể hiện trên cuộc đời này để mang lại niềm hạnh phúc an lạc cho mọi người. Sự hiện hữu của các vị Bồ Tát, các bậc thánh nhân, các vị cao tăng trong cuộc đời này cũng mang lại niềm an lạc cho mọi người, mọi chúng sanh trên cuộc đời này. Và một trong những cái yếu tố để có thể mang lại cái niềm an lạc đích thực mà chúng tôi nghĩ rằng đối với cái yếu tố này, nếu quý vị ý thức được, nếu quý vị có thể chiêm nghiệm sâu sắc, nếu quý vị có thể áp dụng được trong đời sống ngay trong hiện tại của chúng ta, thì bản thân của chúng ta và tất cả mọi người sẽ được lan tỏa, sẽ được ông stream cái lợi ích của yếu tố đó. Đó là cái tâm từ, gọi là trong tiếng Bali gọi là chữ Metta. Và trong ý nghĩa đó, hôm nay chúng tôi chia sẻ đề tài sự vi diệu của tâm từ. Thưa tất cả quý vị, phải nói rằng Đạo Phật của chúng ta rất tự hào giữa hai cái nền tảng, đó là từ bi và trí tuệ. Trong Kinh A Hàm, có một hôm tôn giả Anan bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, theo như con nhận thấy thì phần nửa giáo pháp của Ngài là dạy về cái phương pháp tu tập tâm từ. Thì ngay lúc đó Đức Phật mới chỉnh lại, và Đức Phật bảo với Ngài Anan rằng: Này Anan, không phải phần nửa giáo pháp của ta, mà toàn bộ giáo pháp của ta là dạy về cái cách thức để tu tập tâm từ. Trong Kinh Trường Bộ, Đức Phật nói rằng là tâm từ là một cái nếp sống cao thượng nhất trên cuộc đời này. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói rằng tâm từ là tâm của chư Phật trong 10 phương ba đời. Và tâm từ đó là một cái nghệ thuật sống, một nếp sống thánh thiện để đưa cho chúng ta đến sự an lạc trong đời này và đời sau. Và trong Đại Trí Độ Luận của Ngài Long Thọ có nói rằng là nếu như giáo pháp của Đức Phật có cái giáo pháp nào cao thượng nhất thì phải nói đó là lòng từ bi. Và Ngài Long Thọ có nói một điều như thế này: nếu như muốn cho chúng sanh ở trong cuộc đời này được cái phước đức cao thượng nhất thì hãy dạy cho họ tu tập bốn tâm vô lượng, từ bi hỷ xả. Cho nên đối với đạo Phật của chúng ta có quan điểm rằng từ bi là lẽ sống, trí tuệ là sự nghiệp. Có một vị lạc ma vượt biên từ bên Tây Tạng sang bên Ấn Độ, và khi gặp Đức Đa Lai Lama thì Đức Đa Lai Lama hỏi cái vị lạc ma này rằng trong 20 năm ông bị giam cầm, ông bị tra tấn, ông bị hãm hại ở tại Tây Tạng đó, thì cái điều gì mà ông sợ nhất? Thì cái vị lạc ma này trả lời rằng cái điều mà con sợ nhất chính là con khởi lên tâm sân hận đối với người đã hại con đánh mất đi cái tâm từ của con đối với những người đã hãm hại và hành hạ con. Cho nên quý vị thấy rằng cái tâm từ là một cái nếp sống của các bậc thánh, của các bậc trí giả, của các bậc giác ngộ ở trong cuộc đời này. Do đó nếu như chúng ta thực hành được cái tâm từ này thì chúng ta sẽ đạt được cái lợi ích rất lớn cho đời này và đời sau của chúng ta. Thưa quý vị, nói như thế thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua ba cái vấn đề chính. Thứ nhất, cái tâm từ là gì? Thứ hai, những lợi ích cũng như là cái sự vi diệu của tâm từ nó như thế nào. Và thứ ba là hôm nay chúng tôi cũng chia sẻ cái phương pháp làm sao quý vị có thể tu tập và áp dụng cái tâm từ ngay trong từng giây phút hiện tại của chúng ta. Xin thưa rằng khi nói đến tâm từ, chữ metta thì nó mang một ý nghĩa, đó là gì? Đó là một cái sự êm dịu, sự nhẹ nhàng. Đó là cái tình bạn cao thượng trong cuộc đời này. Nói một cách rất là đơn giản, tâm từ đó là cái khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người khác. Nếu như chúng ta mỗi ngày thức dậy mình nghĩ đến cái việc là hôm nay mình phải làm sao, phải nói như thế nào, phải hành động như thế nào để mang lại hạnh phúc cho người khác, đó là chúng ta đang hướng đến và thực tập tâm từ. Còn tâm bi là gì? Tâm bi là khả năng cứu rỗi, giúp đỡ cho chúng sanh vượt qua những cái khổ đau ở trong cuộc đời này. Như vậy, theo ý nghĩa này thì tâm từ tức là ban vui, mà tâm bi tức là cứu khổ. Có một cái bản kinh rất là hay trong đạo Phật, đó là kinh Metta, tức là kinh từ tâm, cũng được gọi là kinh từ bi. Trong kinh từ bi, Đức Phật dạy rằng là chúng ta hãy khởi tâm nguyện cầu cho tất cả mọi người và mọi loài trên trái đất này được sống trong sự an toàn và hạnh phúc. Và chúng ta hãy làm sao không khởi tâm đến điều gì xấu ác trong cuộc đời này. Và chúng ta cũng nguyện cầu làm sao cho tất cả mọi loài trên trái đất này đều được sống trong sự an lạc. Những loài nhỏ, những loài lớn, những loài mạnh, những loài yếu, những loài cao, những loài thấp, những loài xa, những loài gần, những loài hữu hình, những loài vô hình, những loài đã sinh, những loài chưa sinh. Nguyện cho tất cả các loài chúng sanh không bao giờ giết hại nhau, không ai khởi tâm tổn hại mạng sống với nhau, và tất cả mọi chúng sanh đều xả bỏ những cái tâm niệm xấu ác, những tâm niệm sân si trong cuộc đời này. Giống như một bà mẹ đem thân mạng mình để bảo hộ mạng sống cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy dùng tâm từ để hướng đến tất cả chúng sanh, ứng xử với tất cả mọi người. Và khi chúng ta dùng tâm từ hướng đến như thế thì chúng ta sẽ được an lạc. Và vì hãy dùng lòng từ bi để bao trùm tất cả vạn vật, tất cả mọi người, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, không có sự phân biệt, không có sự chia cách. Và tâm từ đó trong mỗi giây, mỗi phút, trong khi đi, đứng, nằm, ngồi đều được tỏa rộng, để cho chúng ta luôn luôn an trú trong niềm vui. Và nếp sống từ bi là nếp sống cao thượng nhất. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái kinh từ bi hay là kinh tâm từ mà Đức Phật đã dạy giúp cho chúng ta có một cái sự mở lòng mình ra, hướng tâm đến vô mọi loài. Thực sự rằng á, chúng ta chiêm nghiệm lại rằng cái hạnh phúc trong cuộc đời chúng ta đó, được sự nghiệp, được danh vọng, được tài sản, được sắc đẹp, được tuổi thọ, cái được đó đó nó rất tầm thường và nhỏ bé. Nhưng có một cái được mà chúng ta cảm thấy an lạc miên viễn, sâu sắc, không bao giờ cảm thấy hối tiếc, đó là được sự yêu thương, được sự quý trọng, được sự thương mến của tất cả mọi người. Mà muốn được như thế thì chúng ta áp dụng và thực tập cái tâm từ. Đó là một cái điều rất là đặc biệt trong cái cuộc sống của chúng ta. Nếu như một ngày nào đó mình có thể làm một cái gì đó mang lại niềm vui cho người khác, cái tâm mình hướng đến cái sự lợi lạc của tha nhân, đó là một ngày chúng ta sống rất là cao thượng và hạnh phúc. Ở bên Mỹ có một cái anh cầu thủ chơi golf. Một hôm đó anh thi và anh ta nhận được cái giải nhất. Và cái phần thưởng anh ta nhận là được một cái tấm check, số tiền tương ứng với giải thưởng đó. Khi anh ta đi ra ngoài cái bãi đậu xe để anh ta đi xe về nhà, thì có một cô gái trẻ tuổi đến khóc lóc với anh ta và nói rằng là: anh ơi, anh hãy cứu tôi, anh hãy cứu con của tôi, bởi vì con của tôi đang nằm trong bệnh viện mà không có tiền chữa bệnh, nó sắp chết rồi, anh hãy làm ơn cứu tôi. Thì cái anh cầu thủ chơi golf này, anh thấy người mẹ trẻ này thấy tội quá, cho nên anh vừa nhận cái tấm chết đó, anh rút ra anh tặng cho cô ta ngay. Anh không biết nó là cái giá trị bao nhiêu, anh tặng ngay. Và anh nói rằng cô hãy lấy cái số tiền này về để mà chăm sóc cho đứa con của cô, để nó không bị chết. Và anh ta ra về trong một cái niềm rất là an lạc. Vài ngày sau, anh ta trở lại cái chỗ sân golf đó, thì cái ông chủ sân golf đó gặp anh ta. Và trong lúc mà uống trà với nhau á, thì ông chủ sân golf đó mới hỏi anh ta rằng là: mấy ngày trước có một cái cô gái có đến đây và có xin tiền ông hay không? Thì anh ta trả lời rằng có. Thì lúc bây giờ cái ông chủ sân golf đó, ông tức giận lên, ông la lớn lên rằng: anh bị lừa rồi, anh bị lừa rồi. Thực sự cô gái đó là một cái cô gái lừa đảo. Cô chưa có con, làm sao có con bệnh. Cho nên là cô ta chuyên bày vẽ ra những cái cảnh đó để mà động lòng yêu thương trắc ẩn của người khác để mà người ta cho tiền. Cho nên anh bị lừa rồi, anh có biết không? Cứ tưởng rằng khi mà ông chủ sân golf nói cái điều đó ra thì anh chàng này sẽ tức giận và đau khổ. Nhưng không, lúc đó cái cặp mắt của anh sáng lên, cái khuôn mặt của anh rạng rỡ lên. Và anh ta reo lên: à, như vậy là cô ta không có con và không có đứa bé nào sắp chết rồi. Tôi mừng quá, tôi mừng quá. Và lúc đó cái niềm vui đó nó còn cao hơn cái niềm vui mà mình có thể giúp cho một đứa bé sắp chết. Đó là một cái tình thương, đó là một cái sự san sẻ một cách vô tư, không có điều kiện. Thậm chí người ta lừa mình đi nữa, người ta dối trá với mình đi nữa, nhưng mà mình đã cho đi rồi, cái tâm đó không bao giờ thay đổi. Nhiều khi chúng ta đi làm từ thiện giúp đỡ cho người khác á, mà người khác giả dối lừa lọc, chúng ta giận, chúng ta buồn. Chỉ vì vài cái đồng nhỏ bé mà đã thay đổi tính cách của một con người, thay đổi tâm nguyện của một con người, là chúng ta thất bại, chúng ta quá tầm thường rồi. Cho nên cái vấn đề là làm sao giữ cái tâm, cái nguyện của mình trong mọi hoàn cảnh, được mất thăng trầm, dâu bể của cuộc đời không bao giờ thay đổi. Đã cho đi là niềm vui, đã cho đi là hạnh phúc, chứ không có gì đau khổ cả. Cho nên quý vị thấy rằng trong thời gian cách đây khoảng 2 tháng ở tại Mỹ có một cái câu chuyện rất là hay. Một cái anh thanh niên, anh mới xem thử một cái người đàn ông vô gia cư sống như thế nào. Cho nên anh ta mới lấy tờ $100, anh ta đến tặng cho cái ông vô gia cư sống lang thang, không có nhà cửa, đi xin ăn. Cái ông vô gia cư này ông từ chối bởi vì số tiền quá lớn. Trong cuộc đời đi ăn xin của mình chưa có ai cho mình được $50, huống chi bây giờ có người cho được $100. Thì ổng từ chối. Nhưng mà cái anh thanh niên này đã có chủ tâm rồi, cho nên anh ta cứ dúi tờ $100 vào trong tay và bắt buộc cái người ăn xin phải lấy. Và anh ta đã có một cái sự sắp đặt hết rồi. Anh ta cho một người nấp trong bụi quay video hết để xem cái người ăn xin sử dụng $100 như thế nào. Thì sau khi nhận được 100 đô bất đắc dĩ đó, cái ông ăn xin mà vô gia cư đó, ông đi vào trong một cái quán rượu. Mà trong cái quán đó là bán đa số là rượu bia và một ít thực phẩm để mà nhậu, để mà sinh hoạt không đâu. Thì anh thanh niên này anh vô cùng thất vọng. Tưởng cho ông 100 đô ông cóc đó, ông tiêu xài từ từ, ai về ông vô này chắc là mua rượu mua bia uống. Tôi mất, uổng mất 100 đô của mình. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn, anh theo dõi thử. Một lát sau, cái ông ăn xin này đi ra và trên vai của mình có một cái túi đồ mới. Và anh ta vẫn theo dõi. Thì cái ông ăn xin này, ông mang cái túi đồ thực phẩm mình mới mua ở trong cái tiệm đó với 100 đô đó. Ông đi đâu? Ông đi ra công viên, ông đi đến gầm cầu, phát những cái vật phẩm mình mới mua cho những người đồng cảnh ngộ với mình, những người không nhà không cửa với mình. Và cái anh thanh niên này, anh vô cùng cảm động, anh rơi nước mắt. Anh không ngờ rằng một cái con người không nhà không cửa, một cái con người ăn xin bất hạnh kia mà lại có một cái tấm lòng rộng lượng. Chúng ta đang nghèo khổ, ai cho mình một số tiền lớn, bao giờ chúng ta phải nghĩ đến mình trước, nghĩ đến thân quyến của mình trước. Nhưng không, cái người vô gia cư này á, khi mà có số tiền lớn, nghĩ ngay đến gì? Đến những người đồng cảnh ngộ với mình, chia sẻ niềm vui đó cho những người bất hạnh giống như mình. Điều này khó có ai làm được lắm. Chúng ta ngày nay thấy trong xã hội Việt Nam chúng ta, những vị đại gia, những người giàu có, một đêm họ có thể tiêu xài hàng chục triệu bạc, thậm chí hàng trăm triệu bạc. Nhưng mà khuyên họ bỏ 1 triệu ra đi làm từ thiện, chưa chắc gì họ bỏ đâu. Xài cho họ bao nhiêu cũng không đủ. Mà hiến tặng cho cuộc đời một chút thôi là cũng do dự mà làm không được. Cho nên chúng ta thấy trong cuộc sống này, cái nhân cách, cái phẩm giá của một con người không phải định lượng dựa trên cái sự giàu sang, cái học vị, cái bề ngoài, mà ở trong cái hành động và cách cư xử của người đó. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta thực tập và chúng ta hướng đến cái tâm từ của Đức Phật dạy trong Kinh Metta Sutta đó, đó là một cái điều mà làm thay đổi con người của chúng ta. Từ khi mình chưa biết đến Đạo Phật, mình chỉ nghĩ bản thân thôi, mình chỉ nghĩ đến gia đình thôi, mình chỉ nghĩ đến những người thân quyến thôi. Còn ngoài ra những người khác, người dửng dưng, người xa lạ, những người kẻ thù, những người đáng ghét trong cuộc đời mình đó, mình bỏ mặc. Sống sao cũng được, chết sao cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà khi chúng ta đến với Phật Pháp và biết được tầm quan trọng của tâm từ này, thì chúng ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi vì từ đây mở ra cho mình một con đường, một ánh sáng, một hướng đi, một lý tưởng sống vô cùng vị tha cao thượng trong cuộc đời này. Cho nên chúng tôi phải khẳng định một câu như thế này mà trong Đạo Phật cũng nói rằng: người nào sống với tâm từ thì người đó hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Thực sự đây là một điều mà chúng ta có thể cảm nhận được. Cho nên nếu như chúng ta hiểu được cái điều này và có thể áp dụng được thì nó mang lại cho chúng ta rất là nhiều cái niềm vui. Để ý rằng là mình về chùa tu, mình về đạo tràng mình hành trì, mình đã là một người thọ giới, ngũ giới, thập thiện giới vân vân. Nhưng mà càng tu mà thiên hạ càng ghét là tu sai. Tu sao mà càng ngày mọi người càng yêu mến, con cái càng kính trọng, anh em càng thương yêu, hàng xóm càng kính nể, bạn đồng tu càng yêu quý. Tu đúng. Như vậy thì nếu như chúng ta không có tâm từ, không ai thương mình hết. Bởi vì tâm từ ván mặt, tâm sân, tâm si, tâm đố kỵ, tâm độc ác, tâm ác ý sẽ chiếm ngự tâm mình, sai sử cái hành động của mình, và là chúng ta sẽ tạo vô số cái nghiệp xấu ác. Cho nên thưa tất cả quý vị, tâm từ nó là một nghệ thuật sống. Tâm từ nó là một cái nếp sống của chư Phật, của chư vị Bồ Tát. Tâm từ là một pháp tu. Tâm từ là một đề mục hành thiền. Tâm từ là một cái yếu tố để đưa cho chúng ta đạt được đến một cái lợi ích cao thượng nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Trong Kinh Tăng Chi và trong luận Thanh Tịnh Đạo của Ngài Phật Âm có nói đến 11 cái lợi ích của tâm từ. Lợi ích thứ nhất là khi chúng ta thực hành tâm từ thì giấc ngủ của mình được bình yên lắm. Cái người mà thực hành tâm từ ngủ không có ngáy nhiều, không có mớ, không có xoay qua trở lại, không có trằn trọc. Cho nên á, chúng ta thấy rằng là cái người mà tràn đầy cái tâm từ giấc ngủ rất là bình yên nhẹ nhàng. Cho nên cái lợi ích thứ nhất là giấc ngủ bình yên. Thứ hai là gì? Thức dậy được an lạc. Có nhiều người sau một giấc ngủ thức dậy uể oải, mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài. Và giấc ngủ đúng ra là mang cho mình hạnh phúc, thoải mái, thư giãn. Không, họ ngủ dậy họ cảm thấy mệt mỏi lắm. Nhưng mà cái người mà có cái năng lượng của tâm từ sống thì thức dậy tâm của họ rất là bình yên. Cái lợi ích thứ ba của tâm từ là ngủ không thấy ác mộng. Nếu như mình thực tập tâm từ mà mình ngủ, mình không thấy ác mộng mà ngược lại mình thấy những cái mộng đẹp thôi. Mình thấy cảnh Phật trang nghiêm, mình thấy cái điện Phật trang nghiêm, mình thấy mình về tu viện Tường Vân khó nào cũng có mặt hết. Mình làm từ thiện nơi nào cũng có hết, làm việc gì cũng tiên phong hết. Giấc ngủ toàn như thế không? Cho nên nhiều khi muốn ngủ lâu hơn chút. Cho nên cái tâm từ, cái lợi ích thứ ba là khiến cho chúng ta trong giấc ngủ không thấy ác mộng, không thấy cái sự, cái gì kinh hãi, sợ hãi hết, mà làm cho chúng ta cảm thấy ngủ rất là bình yên. Lợi ích thứ tư của tâm từ làm cho mọi người đều quý mến, đều thương yêu mình. Mình sống với một nơi nào mà có mọi người đều thương yêu là bởi vì mình sống bằng cái tình yêu thương của người đó. Cái ngày mà Đức Phật trở về kinh thành Ca Tỳ La đó, thì cái cậu bé La Hầu La lúc đó chưa xuất gia. Cậu bé La Hầu La cảm nhận được cái năng lượng tâm từ của Đức Phật nó tỏa ra, cho nên nó không kiềm chế được cái niềm cảm xúc và hạnh phúc của mình. Cậu bé mới thốt lên: "Bạch Ngài, con chỉ cần gặp Ngài thôi, con chỉ cần thấy Ngài thôi thì cái bóng của Ngài lan tỏa chạm đến con cũng cảm thấy trong tâm mình vô cùng hạnh phúc và an lạc." Cho nên chúng ta cái bí quyết để đắc nhân tâm, bí quyết để thu phục lòng người, bí quyết để giúp cho mình gần gũi với mọi người, không có khoảng cách, không có ranh giới, không có sự hơn thua đố kỵ, đó là hãy sống bằng tâm từ. Mọi người sẽ quý mến thương yêu. Lợi ích thứ năm của tâm từ đó là loài phi nhân đều quý trọng, đều kính mến. Loài phi nhân là gì? Đó là các loài súc sanh, đó là các cái loài ngạ quỷ, các chúng sanh ở các thế giới khác đến với chúng ta đều cảm thấy rất là kính trọng, đều cảm thấy rất là yêu thích. Cho nên khi mà chúng ta khởi cái tâm từ thì đã có một cái gì đó nó rất là mới mẻ và rất là thay đổi trong cuộc đời của mình. Chúng tôi đi giảng ở Phan Thiết, có một cái cô Phật tử, cô mới thưa với chúng tôi rằng là nhà cô ở cái vùng quê đồng ruộng nông thôn, buổi tối là chuột đồng, rồi kiến, rồi côn trùng, rồi rắn vào trong nhà cổ rất là nhiều. Nhà cổ rất là rộng, thì cổ không biết cách nào để mà cổ mời nó đi. Đuổi thì có vẻ là không tốt. Cho nên một hôm cổ nghĩ ra một cái cách. Khi nào nó đến thì cổ mới niệm Phật, cổ mới khởi cái tâm yêu thương nó. Cổ mới nói thầm trong lòng rằng là nơi đây là nơi con đang ở, nơi tôi đang ở, xin các vị hãy đi nơi khác để cho tôi có sự bình yên, để cho tôi có thể sống an lạc, để cho tôi sống có thể tập trung được cái việc tu học. Thưa quý vị, một thời gian tự nhiên các loài đó nó đi hết, cuộc sống rất là bình yên. Còn chúng ta mà lấy thuốc để rưới, lấy cây để đánh, lấy cái gì để hại nó tấn công lại. Và nó làm cho chúng ta càng ngày càng căng thẳng, sợ hãi hơn. Cho nên cái tác dụng của tâm từ thứ năm là giúp cho các loài phi nhân đối với chúng ta khởi một cái tâm thương yêu. Tác dụng thứ sáu của tâm từ là chư thiên hộ trì chúng ta. Chư thiên hộ trì, cái người nào sống có tâm từ thì bất cứ nơi đâu, bất cứ ở quốc độ nào cũng được chư thiên đều thương mến và hộ trì giúp đỡ cho người đó. Ở Ấn Độ có một vị cư sĩ tên là Visakha. Vị này sang bên Tích Lan để xuất gia. Và sau 5 năm tu học vị này thọ giới. Và vị này phát nguyện là cứ 4 tháng sống ở một nơi, cứ 4 tháng sống ở một trú xứ, rồi chuyển qua trú xứ khác, không nhận chùa để trụ trì. Một hôm vị này đến một cái động núi. để mà ẩn tu trong đó trong 4 tháng. Thì sau 4 tháng vị này nghĩ rằng phải đi, chứ không còn đắm chấp cái chỗ ở nữa. Thì cái giây phút sáng hôm đó vị ấy ra đi sớm, thì chư thiên ở xung quanh cái ngọn núi đó đến và quỳ xuống thỉnh Ngài: Ngài hãy ở lại đây với chúng con. Bởi vì trước đây á, Ngài chưa đến á, thì chúng con ở đây á, là hay cãi cọ, xích mích, hay hơn thua, hay sân hận lắm. Nhưng mà từ khi Ngài đến đây Ngài tu, cái năng lực lòng từ của Ngài tỏa ra, cho nên khiến cho chúng con không còn sân, không còn giận, không còn tranh cãi nữa. Mọi người sống rất bình yên hạnh phúc. Xin Ngài hãy nán lại càng lâu hơn cho chúng con được hưởng cái phước và năng lượng lòng từ của Ngài. Cho nên quý vị thấy rằng hàng chư thiên cũng là sẽ người hộ trì cho người có tâm từ rất là đặc biệt. Lợi ích thứ 7 của tâm từ là lựa giữ những cái chất độc và vũ khí không làm tổn hại chúng ta được. Nói cái điều này ra thì có vẻ như các vị sẽ cảm thấy nó hơi mơ hồ, nó xa xôi, nó không có thực tế. Thực sự rằng á, đối trị với những cái nguy hiểm bên ngoài, từ lửa dữ, từ nước trôi, từ thức ăn độc tố, từ những cái vũ khí trong cuộc đời, chúng ta dùng cái tâm từ là cách ứng xử và đối trị một cách là sâu sắc và tuệ giác và cao thượng nhất. Cho nên năng lượng tâm từ nó có một cái khả năng phòng hộ, bảo vệ cho cái sự bình an, an toàn của chúng ta. Trong bộ Thanh Tịnh Đạo Luận của Ngài Phật Âm có kể câu chuyện có một con bà mẹ đang cho một con bê con bú ở trong rừng. Thì cái anh chàng thợ săn này ảnh nấp và ảnh dương mũi tên để bắn cái con bò mẹ. Như thế thì khi bắn con bà mẹ thì ảnh bắt luôn con bê con kia. Như vậy thì hôm nay ảnh đã đi săn được. Thì cái năng lượng yêu thương của con bò mẹ đối với con bê con nó rất là lớn, đến nỗi khi mà người thợ săn bắn cái mũi tên đó thì mũi tên nó không trúng vào cái con bò mẹ, mà nó chỉ chạm vào cái sợi lông của nó rồi rớt xuống dưới đất. Và Ngài Phật Âm diễn tả trạng thái đó giống như một chiếc lá khô, nó rơi từ trên cây, nó chạm nhẹ vào cơ thể của con bò mẹ và nó rơi xuống đất. Năng lượng tâm từ nó có một cái sự đặc biệt như thế, có cái khả năng phòng hộ rất là lớn. Và xin thưa rằng những cái yếu tố nguy hiểm bên ngoài tổn hại đến hạnh phúc và tính mạng của chúng ta, nó không thể tác động được những người có năng lượng tâm từ. Cho nên quý vị thấy rằng ngày xưa khi mà vua A Xà Thế thả voi xây, khi mà Đề Bạt Đa Đa lăn đá hại Đức Phật, thì bởi vì năng lực tâm từ của Ngài đó khiến cho những yếu tố đó không tổn hại gì đến cái sức khỏe và tính mạng của Ngài cả. Cho nên cái lợi ích thứ 7 ở đây tức là khiến cho những cái chất độc, những cái lừa dữ cũng như vũ khí không tác hại được. Lợi ích thứ 8 là khiến cho cái tâm của người đó không bị tán loạn. Cái tâm rất là chân chính, cái tâm rất là định tĩnh, có thể đi vào trong cái cảnh giới thiền định một cách nhanh chóng. Lợi ích thứ 9 là khiến cho cái sắc mặt của người đó rất là hoan hỷ, rất là thư thái, rất là nhẹ nhàng. Mình muốn kiểm chứng cái người đó tu như thế nào á, nhìn cái sắc mặt của người đó. Cái diện mạo của người nào á, mà tu mà tràn đầy cái lòng từ á, tự nhiên mình cảm thấy hoan hỉ, muốn ngắm hoài, muốn nhìn hoài. Và trong giấc ngủ mình cũng mơ thấy người đó nữa. Chứ còn mình tu càng ngày mà cái mặt của mình càng dữ hơn, càng giả so hơn, thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên quý vị để ý rằng là bây giờ quý vị về đây mình tu, hay là về đạo tràng mình quy y rồi mình chụp tấm hình nha. Mình chụp tấm hình mình giữ đó. Rồi 5 năm sau, 7 năm sau mình lấy ra mình coi này, mình so lại thử. Lúc đó mình hiền hơn hay là bây giờ mình hiền hơn? Lúc đó dữ hơn hay là bây giờ dữ hơn? Mà bây giờ mà hiền hậu hơn, phúc hậu hơn, mình đem hình đó ra mình khoe con cháu, chồng của mình: tôi tu giỏi không? Tu giỏi. Cho nên hồi xưa tôi mới đến chùa cái khuôn mặt quê quê, giận giận tức tức, xấu xấu như thế này, mà tôi tu lâu khuôn mặt nó đẹp. Cái lòng từ nó giúp cho chúng ta, cái diện mạo của chúng ta dù mũi nó thấp, mắt nó hí, môi nó dày dày, nhưng mà nó cũng có duyên. Có duyên lắm đó. Đây là một cái kết quả rất là hay. Quý vị để ý các vị cao tăng, các vị hòa thượng mình hồi xưa các ngài vào trong chùa tu xem cái hình thời niên thiếu của các ngài, từ những cái vùng quê nghèo khổ, thiếu ăn thiếu mặc, Nhưng mà tu mấy chục năm sau đẹp vô cùng, đẹp vô cùng. Chẳng hạn như Đại Đức Trụ Trì ở đây. Đó là một cái kết quả rất thực tế. Cho nên cái người nào mà đi sửa thẩm mỹ á, mà cái tâm ác độc á, khuôn mặt càng ghê sợ không. Đã tốn tiền mà không được lợi gì cả. Mình cần sửa thẩm mỹ, mình cần đi những cái viện thẩm mỹ mất tiền, chị đem tiền đó bố thí cúng dường, xây chùa, đúc chuông, đúc tượng. Rồi chúng ta khởi một cái niệm từ bi thương yêu, một cái năng lượng an lành với mọi người, tự nhiên cái sắc đẹp của mình nó thay đổi, tốt đẹp, nó trang nghiêm, nó thuần thiện vô cùng. Cho nên lợi ích đó là lợi ích thứ 9, là cái diện mạo sắc mặt của chúng ta rất thư thái nhẹ nhàng. Lợi ích thứ 10 là khi lâm chung chánh niệm an lành, không có sợ hãi, không có đau khổ, và ra đi rất là bình yên, như là một giấc ngủ rất là nhẹ nhàng. Đây là một lợi ích rất là hay. Bởi vì khi mà người có lòng từ rồi, khi ra đi không có cái gì để mà tức giận, không có gì để nuối tiếc, sống đã trọn vẹn rồi. Và chắc chắn cái người mà ra đi trong cái trạng thái đó là sẽ sinh về cảnh giới an lành hạnh phúc. Và lợi ích thứ 11 của lòng từ, đó là nếu như vị ấy chưa chứng những quả vị cao hơn, thì sau khi tu tập lòng từ đó, vị ấy sẽ sinh về cõi trời sắc giới của Phạm Thiên, an trú trong cái thế giới đó tuổi thọ rất lâu, sắc đẹp rất là thù thắng, và vô lượng cái niềm an lạc trong cái cảnh giới thiền định đó. Cho nên quý vị thấy rằng khi mà mình thực tập cái tâm từ, nghĩa là mỗi ngày chúng ta đều nghĩ làm sao sống vì hạnh phúc người khác, sống vì niềm an vui cho người khác, cho bản thân mình, thì như thế chúng ta sẽ đạt được 11 lợi ích. Trong khi sống cũng như khi chết, trong khi thức cũng như khi ngủ, trong cái tương tác giữa tâm thức của mình và mọi người bên ngoài. Cho nên ở đây á, khi chúng ta ý thức được điều đó thì mình sẽ có một cái sự thay đổi rất là lớn trong con người của mình. Như vậy thì đối với cái lợi ích của tâm từ như thế, chúng ta mới nghĩ đến một cái vấn đề kế tiếp là gì? Cái sự vi diệu của tâm từ là ở chỗ nào? Ở đây chúng tôi xin đưa ra 5 cái yếu tố để phân tích được cái sự vi diệu của tâm từ, để từ đó quý vị thấy được và quý vị có ý thức, mình tha thiết, mình mãnh liệt, mình nhanh chóng hãy sống với tâm này càng sớm càng tốt, ngay ngày hôm nay, chứ không phải đợi đến giây phút kế tiếp hay là ngày mai gì cả. Cái sự vi diệu đầu tiên của tâm từ, đó là một vị thuốc để trị liệu những bệnh trầm kha của thân và của tâm chúng ta. Nếu như thân của chúng ta có bệnh, thân của chúng ta bất an, tâm của mình đầy dẫy những phiền não, phiền toái vô minh, thì hãy dùng một phương thuốc rất là đặc biệt, đó là năng lượng của lòng từ. Có một Phật tử ở tại Hà Nội, chị ta còn trẻ lắm. Vừa rồi chúng tôi đi ra Hà Nội giảng thì chị ta nằm viện. Chị ta bị bệnh của người phụ nữ và phải 2 lần giải phẫu. Bác sĩ rất là sợ trong việc giải phẫu bệnh của chị ta, bởi vì chị ta bị 2 cái khối u rất là trầm trọng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng mà mầu nhiệm thay, sau khi giải phẫu như thế, sức khỏe của chị ta rất là ổn định và chị ta khôi phục sức khỏe rất là nhanh. Và chị ta điện thoại với chúng tôi rằng là sở dĩ mà chị được như thế, ngoài cái sức tưởng tượng của bác sĩ, là bởi vì khi mà chị nằm trong bệnh viện và cái cơn đau nó cứ dấy lên, làm cho chị ta rất là khó chịu và đau khổ. Chị ta mới khởi lên một cái suy nghĩ như thế này: mình bị bệnh như thế này á, là do đời trước mình sát sanh hại mạng, đã gây tổn hại đến mạng sống và hạnh phúc của người khác. Thì bây giờ mình hãy hướng tâm đến lòng từ, phát nguyện từ nay về sau, nếu như con bớt bệnh thì con sẽ phát nguyện ăn chay cả cuộc đời, không phạm vào tội sát sanh nữa. Mà khi mà chị khởi lên một cái tâm từ đó thì bỗng nhiên cái nỗi đau của chị nó giảm đi một cách lạ thường. Và bác sĩ giải phẫu một cách rất là thoải mái, nhẹ nhàng và thành công ngoài sức tưởng tượng. Cho nên á, chúng ta thấy rằng là cái bệnh tật trong cơ thể của mình á, là do cái gì? Là do cái nghiệp đời trước và nghiệp đời này nó tạo nên, hoặc là do bất cẩn trong cuộc sống chúng ta tạo nên. Cách đây 2 ngày trước khi vào thành phố, chúng tôi còn phải đi đám ma, còn phải đưa đám tang lên nghĩa trang ở Bình Định. Trên xe có một anh thanh niên á, ảnh mới kể cho chúng tôi rằng là ảnh tiếp xúc với nhiều cái pháp môn ngày nay, nhiều cái phương pháp ngày nay, nhiều cái phương pháp thiền này thiền kia vân vân. Chúng tôi không kể ra thì quý vị cũng biết. Và những cái phương pháp thiền này có thể trị bệnh rất là nhanh và có thể giúp cho cái con người bệnh nhân đó hồi phục rất là tốt. Sao không thấy trong đạo Phật á, chỉ ra những cái phương pháp trị bệnh đó mà thấy ở bên ngoài có. Mà phương pháp thiền là phương pháp tu trong đạo Phật cứ nói rằng là khởi tâm từ yêu thương, rồi không tạo nghiệp sát, rồi làm các cái việc như bố thí, phóng sanh, làm phước, mà không có phương pháp trị liệu bệnh như thế này. Cho nên những cái phương pháp này hay quá mà đạo Phật không có. Cho nên bây giờ nó tạo nên những phong trào á, ngay cả Phật tử chúng ta nhiều người cũng đi theo cái phương pháp thiền nhân điện, thiền dưỡng sinh vân vân, những cái cách đó. Nhưng mà khi mà cái người thanh niên nói như thế, chúng tôi mới trả lời rằng theo quan điểm của đạo Phật, ngày xưa Đức Phật cũng biết những phương pháp đó, những phương pháp thiền mà ngày nay phổ biến đài dạy ở Việt Nam mình. Nhưng mà Đức Phật biết rằng đó là trị cái ngọn chứ không trị cái gốc, chỉ đè nén cái cơn đau đó trong nhất thời thôi, chứ không phải giỏi hơn là bác sĩ có thể dứt được cái cơn bệnh đó. Theo quan điểm của đạo Phật, cái bệnh của con người á, là do cái nghiệp chướng, do cái nghiệp xấu ác trong quá khứ và hiện tại tạo nên. Bây giờ muốn tiêu trừ cái bệnh đó là phải chuyển nghiệp, phải tu các cái pháp, phải hành những cái phương pháp nào đó để chuyển từ gốc rễ của cái bệnh đó, thì đời này và đời sau nó không còn. Chứ bây giờ mình đè nén tạm thời cái căn bệnh nó lắng xuống, nhưng mà cái gốc nó không hết. Một lúc nào đó nó sẽ mạnh mẽ và đời sau sinh ra cái bệnh nó vẫn còn hiện hữu tồn tại. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái sự mầu nhiệm vi diệu thứ nhất của lòng từ là có thể trị liệu được cái bệnh về thân và tâm của chúng ta. Thời của Đức Phật có một vị nữ cư sĩ tên là bà Suriya. Bà này á, bị một cái khối u trên cái chân của mình. Bà đi không được bởi vì cái khối u nó làm cho cái cơ thể và cái bắp chân của bà nó đau nhức vô cùng. Bà đi không được. Thì lúc đó đó Đức Phật đi đến nhà bà để khất thực. Ông chồng của bà mới ra thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vợ của con vì đau nhức chân và bị một cái căn bệnh quái ác đang hoành hành, cho nên không thể ra ngoài cửa để sớt bát cúng dường cho Đức Thế Tôn. Xin Đức Thế Tôn hoan hỷ cho. Thì Đức Phật mới nói rằng là hãy cứ gọi bà ra đây. Thì khi mà nghe Đức Phật nói như thế, bà ở trong nhà bà nghe như thế, bà tự nhiên bà đứng dậy và bà đi ra, bà tự động bà sớt bát cúng cho Đức Phật. Mà khi mà gặp Đức Phật xong, cái năng lượng của lòng từ Ngài tỏa ra đó, khiến cho bệnh của bà nó bớt đau bớt nhức, và trong một thời gian ngắn bà đã lành bệnh, bà đã hồi phục và hoàn phục trở thành một người khỏe mạnh bình thường. Cho nên mình thấy rằng là trong cái bệnh của cái con người chúng ta đó, mình phải thấy rằng cái năng lượng của lòng từ có một cái khả năng rất là lớn để ôm ấp và trị liệu nó. Nếu như trong con người của chúng ta bây giờ bị một cái bệnh nào đó, sạn thận, sỏi túi mật, ung thư gan, ung thư phổi gì đó, tâm lý của người đời chúng ta là gì? Hay trách cứ, hay phân bì. Cuộc đời của tôi sao bất hạnh như thế? Tạo hóa sao bất công như thế? Sao cuộc đời của chúng tôi thiếu may mắn như thế? Rồi chúng ta đau khổ, chúng ta buồn phiền, chúng ta tuyệt vọng. Nhưng mà người có lòng từ thì sao? Ôm ấp cái bệnh đó. À, mình biết rằng là cái này cũng là do nghiệp duyên của mình đời trước và đời này. Thôi mình hãy chấp nhận nó, mình hãy sống với nó với một năng lượng yêu thương, một cái năng lượng cảm thông, một cái năng lượng bao dung với lòng từ chân thật. Thì xin thưa rằng cái bệnh của chúng ta giàu nặng nó sẽ giảm đi nhẹ, và nhẹ nó sẽ tiêu trừ một cách rất là hay. Cho nên nó, cái tác dụng đầu tiên của sự vi diệu đó là làm cho những cái bệnh về thân và tâm của chúng ta nó tiêu trừ ngay. Mà cái bệnh về thân á, nó còn nhẹ nhàng có thể dễ trị, nhưng mà những cái chứng bệnh trong tâm của chúng ta, nhất là cái bệnh sân á, khó trị lắm. Và nếu chúng ta trị bệnh sân á, bằng cách là uống nước lạnh cho nó cơ thể mình nó mát lại, rồi chúng ta lãng tránh đi để không gặp cái đối tượng sân đó, hoặc là chúng ta tìm đến niềm vui nào để quên cái nỗi sân đó, chẳng qua chỉ nhất thời thôi. Nhưng mà trị được cái bệnh sân mà gốc rễ một cách rốt ráo á, là gì? Tu tập và trau dồi cái lòng từ của mình. Nó là một cái vị thuốc rất đặc biệt để trị được cái bệnh sân. Có một lần Ngài La Hầu La theo Đức Phật đi khất thực. Thì Đức Phật đi trước, La Hầu La đi sau. La Hầu La đang đi như thế thì bỗng nhiên có mấy đứa trẻ đó ở trên đường nó chọc, nó ghẹo Ngài La Hầu La. Lúc đó là một vị sa di nhỏ tuổi, tức quá mới khởi lên một cái tâm là gì? Mình không tu nữa, Mình về mình làm vua, mình làm vua đem quân giết hết cái làng này, đặc biệt mấy đứa trẻ này, bởi vì nó láo quá. Nó dám chê mình, nó dám chọc mình. Thì khi mà khất thực về tịnh xá xong, Đức Phật hỏi La Hầu La: La Hầu La, vừa rồi trên đường đi khất thực con đã móng tâm suy nghĩ điều gì? La Hầu La đâu có dám giấu Đức Phật, cho nên La Hầu La mới thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hồi nãy có mấy đứa trẻ nó chọc con tức quá, con khởi cái tâm là không tu nữa. Con về con làm vua để đem quân diệt mấy đứa trẻ này, giết chết nó chết đi. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mắng La Hầu La, bảo rằng: La Hầu La, con hãy ngồi tập quán niệm hơi thở, tập trung vào tâm ý, rải lòng từ ra, không được để cái tâm xấu ác đó nó khởi lên. Bởi vì nó khởi lên thì con bỏ đi tất cả các thiện pháp và làm đổ vỡ đi tất cả những cái công phu tu học của mình. Cho nên quý vị thấy rằng cái năng lực của lòng từ có thể là thay đổi được những cái nghiệp chướng trong con người của mình, nhất là những tâm sân. Cho nên để mà đối trị những cái căn bệnh trong thân và tâm thì lòng từ là một vị thuốc vi diệu nhất. Cái sự vi diệu thứ hai của lòng từ ở đây là một cái yếu tố có thể phòng hộ cho mình được bình an hạnh phúc. Quý vị thấy ngày xưa các vị tu sĩ thời Đức Phật vào trong hang núi để mà ngồi thiền, thì ở trong đó sao? Nhiều cái mối nguy hiểm lắm, từ các côn trùng độc hại cho đến các loài thú dữ, cho đến thức ăn nước uống trong đó nó cũng không có tốt đẹp. Nhưng mà nhờ cái gì mà các ngài có thể thành tựu và hạnh phúc là bởi vì sống ở trong đó khởi lên cái tâm từ bi. Có một lần các vị tỳ kheo trong 3 tháng hạ nhận được một đề mục vào trong cái núi kia để mà tu. Thì bỗng nhiên trong núi đó rất là nhiều rắn độc và nó đã cắn chết nhiều cái vị tu sĩ đó. Thì các vị tỳ kheo sợ quá, không dám vào tu nữa, cho nên các ngài mới định bỏ nơi đó đi chỗ khác để mà tu. Thì khi mà Đức Phật biết được thì Đức Phật mới dạy cho các vị tu sĩ đó: các con đừng có thối chí, đừng có suy nghĩ như thế, các con hãy quay trở lại đó, các con hãy tụng cái bài kinh Tâm Từ Bi, các con hãy rải lòng từ đến với tất cả những cái chúng sanh, nhất là các loài độc hại ở trong đó, thì cuộc sống của các con sẽ được bình yên. Thì khi mà các vị tu sĩ trở lại nơi đó và thực hiện cái phép rải tâm từ thì tự nhiên các loài đó nó không có tổn hại được, và cuộc sống của các vị đó tu hành rất là an lạc trong mọi giây phút. Cho nên muốn phòng hộ cho cái đời sống của mình nó được an toàn thì không có cái phương pháp, không có một cái thứ gì bảo vệ cho chúng ta tốt bằng cái lòng từ của chúng ta. Sự phòng hộ này là một cái điều rất là hay trong cuộc sống này. Cho nên cách đây cũng hơn một tháng, có một cái anh Phật tử, anh đi ra Đà Nẵng, anh đến cái bán đảo Sơn Trà. Ở đó có một cái khu rừng nguyên sinh. Tối hôm đó anh muốn trải nghiệm một đêm sống với thiên nhiên, với những cái cây cổ thụ trong đó, cho nên anh xin vào trong đó anh ở một đêm. Thì khi mà anh vào trong đó, thưa quý vị, thì bắt đầu muỗi rất là nhiều, muỗi con nào con nấy nó rất là lớn. Rồi bắt đầu một cái yếu tố nguy hiểm thứ hai, đó là ong nó bay ra rất là nhiều. Anh không biết ong ở đâu nó đến, nhưng mà khi muỗi và ong đến thì ảnh lại dùng cái năng lực yêu thương, ảnh mới khởi lên cái niệm rằng: tôi chỉ vào nơi đây để ở, không có làm tổn hại, không có dành chỗ ở, không có xâm lấn ai cả, cho nên là mong các vị cũng không có tổn hại đến tôi. Thì muỗi nó đi, ong nó cũng biến mất. Nhân vật thứ ba xuất hiện, một con rắn hổ mang. Rắn hổ mang rất là lớn và nó ngóc cái đầu lên trong tư thế là tìm cái sơ hở của đối phương, nó mổ. Bắt đầu khi mà ảnh đối diện với một cái nhân vật thứ ba này rất là sợ, cũng rất là căng thẳng, bắt đầu ảnh cũng khởi niệm yêu thương nữa. Thì bỗng nhiên có một cái đàn chó hoang ở trong rừng nó chạy ra, ở trong cái rừng cây nó chạy ra, nó sủa cái con rắn đó. Thì con rắn này nó thấy đối phương này có đàn chó và ảnh, cho nên nó sợ, cho nên nó cúi đầu nó chạy đi mất. Thì đàn chó đó sau khi đuổi con rắn nó cũng chạy vào trong rừng đó, không biết chó đâu. Thì khi mà ảnh yên tâm, anh nghĩ rằng sống ở trong cái khu này ban đêm thì thấy bất an, nguy hiểm quá, cho nên ảnh ra, anh về. Ảnh ra tới cổng, con rắn kia nó xuất hiện trở lại, cũng như làm có sự đe dọa, nó không chịu bỏ ảnh. Nhưng mà lúc đó ảnh cũng khởi lên một ý niệm rằng là tôi đến đây để trải nghiệm một đêm sống an lành, sống một cái đêm để gần gũi với thiên nhiên tự nhiên, chứ không có muốn tổn hại ai cả. Thì thưa quý vị, bỗng nhiên cái con rắn đó nó cúi đầu xuống và nó đi mất. Chúng ta gặp một cái gì nguy hiểm, chúng ta dùng cái tâm sân, dùng cái tâm tức tối, dùng cái quyền lực của mình, dùng cái địa vị của mình để áp chế người khác. Đó là một cái điều hết sức sai lầm, một điều hết sức nguy hiểm. Chỉ kết thêm cái nghiệp oán kết giữa mình và người đó và đối tượng đó thôi. Đức Phật dạy rằng khi chúng ta gặp phải một cái nghịch duyên, gặp phải một cái gì nó nguy hiểm, đe dọa sự sống và tính mạng của chúng ta, hãy dùng năng lực của lòng từ, giống như bà mẹ thương đứa con duy nhất để bảo hộ cho nó. Quý vị thấy một đứa trẻ mà nó khóc thì người khác dỗ nó nín, có người đem bánh kẹo cho nó cũng nín, có người đem quần áo đẹp đồ chơi chưa chắc gì nó nín. Nhưng mà từ xa người mẹ xuất hiện, tự nhiên nó nín ngay. Bà mẹ đến ẵm nó cười ngay. Cái tâm lý của nó thay đổi một cách nhanh chóng 180 độ tức khắc với sự xuất hiện của bà mẹ. Quý vị để ý tại sao những người khác dỗ nó mà không nín, cho bánh kẹo đồ chơi nó không chịu? Bởi vì sao? Bởi vì cái năng lực yêu thương của những người đó dành cho nó, trong cái cảm thức vô tư của một đứa bé mới sinh ra, nó rất là nhạy bén. Nó có thể cảm nhận cái tình thương của những người kia dành cho nó ít lắm, nhỏ bé, chẳng qua là hời hợt, cho nó bớt đi cái sự buồn khổ tức tối. Nhưng mà cái người mẹ đang làm ở đâu, hoặc ở dưới bếp, hoặc ở ngoài vườn, nghe tiếng đứa con mình khóc, thì cái năng lực của sự thương yêu, cái tấm lòng của người mẹ, cái tâm từ của một cái người mẫu như thế, nó giấy trào một cách trọn vẹn. Và đứa bé nó cảm nhận được. Từ xa khi thấy hình bóng của người mẹ mình với một cái năng lượng bao dung từ ái như thế, thì tự nhiên cái đứa bé đó nó dừng khóc ngay. Và khi người mẹ đến ẵm nó thì nó lại mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Cho nên ở đây á, cái năng lực phòng hộ của tâm từ nó giúp cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh, trong mọi trạng thái, trong mọi cái điều kiện, giúp cho mình có sự bình an lắm, có cái sự yên ổn lắm, có sự hạnh phúc lắm. Cho nên cái sự vi diệu thứ hai của tâm từ, đó là một năng lượng phòng hộ an ổn nhất. Và năng lượng đó nó giúp cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh rất là bình yên. Cái sự vi diệu thứ ba của tâm từ, đó là tâm từ là một cái pháp tu, một cái pháp hành mang lại cho chúng ta công đức vô lượng và nhiều nhất. Trong kinh Phật Tự Thuyết Itivutaka thì Đức Phật dạy rằng tất cả những công đức trên cuộc đời này, bố thí, cúng dường, làm phước, đúc chuông, xây chùa, không bằng công đức của một người sống với tâm từ. Và nếu đem những cái công đức đó so sánh với công đức của tâm từ, thì những công đức đó chỉ bằng 1/16 công đức của người khởi tâm từ, sống với tâm từ. Mình đừng có xem thường cái yếu tố tâm từ này, bởi vì bố thí thì được, cúng dường thì được, làm phước thì được, đi từ thiện thì được, nhưng mà bảo khởi tâm từ đối với những người khác chưa chắc mình chịu đâu. Cái người nào mình giận không bao giờ mình khởi tâm từ, cái người nào mình ghét khởi tâm từ không bao giờ, thà đó cho bà chết thà cho bà bị cái gì bà bị, chứ mình không có thể yêu thương cái bộ mặt đó được, mình không chấp nhận cái con người đó được, sao thì kệ. Cho nên đó, quý vị thấy rằng trong kinh Tăng Chi đó, có một lần ngài Cấp Cô Độc bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cái công đức mà bố thí, cúng dường, xây chùa, đúc tượng rất là lớn, vậy có cái công đức nào nó lớn hơn những công đức đó không? Đức Phật trả lời có, đó là quy y tam bảo. Nếu chúng ta bố thí cúng dường mà chưa làm đệ tử của Đức Phật thì không có cái lợi ích gì nhiều. Ngài Cấp Cô Độc mới hỏi tiếp: bạch Đức Thế Tôn, có cái công đức nào lớn hơn công đức quy y tam bảo không? Đức Phật nói có, giữ gìn 5 giới. Quy y rồi mà không giữ giới thì cũng như không. Cho nên giới là phòng hộ, làm tăng trưởng cái phước lành và công đức của mình. Được dịp, ngài Cấp Cô Độc hỏi tiếp nữa: bạch Đức Thế Tôn, vậy thì có cái công đức nào cao hơn cái công đức giữ 5 giới hay không? Đức Phật nói có, khởi lòng vị tha, yêu thương mọi người. Như vậy thì trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật đã khẳng định rằng là cái công đức của cái tâm từ năng lượng yêu thương hướng lòng vị tha đó là một cái công đức rất lớn, công đức đặc biệt. Cho nên cái lợi ích hay là cái kết quả của tâm từ, gieo một tâm từ thôi nhưng mà lợi ích rất lớn, vô lượng vô biên, và nó còn vượt hơn những cái công đức tầm thường ở thế gian này. Cho nên đó là cái sự vi diệu thứ ba của cái lòng từ, tâm từ. Sự vi diệu thứ tư của tâm từ đó là gì? Đó là một nghệ thuật, là một cái lối sống, là một cái bí quyết để thành công của chư Phật, chư Bồ Tát, các vị cao tăng, các vị đại nhân, các vị thánh tăng ở trong cuộc đời này. Nếu chúng ta vận dụng và sống với tâm từ này thì không gặp trở ngại gì trong cuộc sống, không có kẻ thù trong cuộc đời này. Tất cả mọi người đều là bạn thân, tất cả mọi người đều là thiện tri thức, và chúng ta sẽ vượt qua tất cả những nghịch cảnh, những khó khăn trong cuộc đời này. Sở dĩ trong cuộc đời chúng ta càng ngày tu mà càng có nhiều cái sự sân hận, tức tối, gặp nhiều cái trở ngại, bởi vì chúng ta không có năng lượng tâm từ để ôm ấp, để bao dung, để chấp nhận nó. Mình thấy những nghịch cảnh xảy ra giống như là một cái gì đó nó chướng ngại, phiền tối. Nhưng mà cái người mà có tâm từ á, thì nhìn tất cả những nghịch cảnh trở thành những thuận duyên, trở thành những yếu tố để thử thách, để hun đúc, để nâng cao cái khả năng kham nhẫn và thành tựu được cái ước nguyện lớn lao trong cuộc đời của mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đây là một bí quyết tu tập thành công, bí quyết độ sanh của chư Phật và chư Bồ Tát trong cuộc đời này. Rất là cần thiết. Nếu như một vị mà hành giả trong cuộc đời này tu tập mà thiếu tâm từ thì không thể thành công. Hành đạo mà thiếu tâm từ thì sẽ thối chí ngay. Mình đi làm từ thiện á, mà cái người mà nhận quà của mình á, cái người mà hỗ trợ mình gây phiền tối khó khăn, bắt đầu mình thối tâm. Mình đi về chùa đó mà thấy ở trong chùa cái quy luật nghiêm khắc quá, mọi người trong chùa sao mà khó tính quá, mình cũng thối tâm. Nhưng mà chúng ta dùng cặp mắt của tâm từ, dùng cái trái tim của tâm từ, dùng cái năng lượng của tâm từ mà ứng xử, mà tiếp xúc để mà nhìn cái vấn đề đó, thì vấn đề nó trở lại thành gì? Thành khác liền. Quý vị thấy trong hàng đệ tử của Đức Phật có một vị tôn giả mà có thể ngày nay, đến ngày nay Ngài vẫn còn sống, đó là Ngài Tăng Đầu Lô Phả La Đọa Xà Tôn Giả. Trong các lễ trai tăng á, thì chư tôn đức mà chứng trai á, thường xưng dương cái danh hiệu, thỉnh Ngài Tăng Đầu Lô Phả La Đọa Xà Tôn Giả đến chứng minh để tăng thêm cái phước báu cho vị thí chủ mà thiết lễ trai tăng đó. Ngài Tăng Đầu Lô là một vị hành giả mà luôn luôn an trú vào tâm từ. Trước kia Ngài là một vị quan ở trong cái vương quốc dưới triều của vua nước Ưu Điền. Sau này Ngài ngộ Phật Pháp, Ngài xuất gia, Ngài trở thành một vị thánh tăng A-la-hán. Thì những cái vị quan trong triều đó mới gièm pha, mới nói xấu Ngài Tăng Đầu Lô với vua Ưu Điền, rằng là Tăng Đầu Lô ổng là một cái người mà ngạo mạn. Hồi trước ổng làm quan thì ổng tôn kính bệ hạ, bây giờ ổng đã xuất gia rồi, ổng khinh thường bệ hạ, ổng không xem bệ hạ ra gì. Vua thì nghe cái lời sàm tấu như thế cho nên vua tức giận, nhất thời đem quân đến cái tịnh xá của Ngài Tăng Đầu Lô để trị tội Ngài, chém đầu Ngài. Và giữa trưa nắng như thế vua đem quân đến, thì Ngài Tăng Đầu Lô đã biết được rồi. Ngài là một vị thánh tăng, cho nên thay vì ở trong chánh điện Ngài tiếp, ở trong điện Phật Ngài tiếp, thì Ngài Tăng Đầu Lô đi ra ngoài cái cổng tịnh xá để mà tiếp. Thì ông vua ngạc nhiên nói rằng tại sao Ngài biết tôi đến đây để mà đón tôi, và tại sao Ngài không đón tôi ở trong nhà mà tiếp, đón ở ngoài cổng? Thì Ngài Tăng Đầu Lô mới nói rằng là tôi biết rằng đại vương hôm nay đến trị tội và giết tôi, cho nên tôi không muốn đầu rơi máu đổ ở trong cái đất của tịnh xá, nó làm ô nhiễm đi. Thà rơi đầu đổ máu ở tại ngoài tịnh xá thì nó cũng tốt hơn. Ông vua ông phục quá. Ông thấy rằng cái tâm lượng và cái năng lực tu tập của Ngài Tăng Đầu Lô không phải là một người bình thường, cho nên ông cái tâm sân hận bao nhiêu cũng biến mất, và khởi lên một cái niềm tôn kính vô cùng với Ngài Tăng Đầu Lô. Có một lần Ngài Tăng Đầu Lô đi giáo hóa, Ngài quán chiếu hôm nay mình phải độ cho một cái bà lão mà bà nổi tiếng là cái người keo kiệt. Thì khi mà Ngài đến trước nhà của bà lão á, thì bà lão này xưa nay sợ hai cái hạng người đến nhà mình nhất. Thứ nhất là cái vị sa môn đi khất thực, thứ hai là người để ăn xin. Hàng nào mình cũng lỗ hết, hàng nào mình cũng phải mất của hết. Cho nên bà thấy bóng dáng một vị sa môn, một người ôm mình bác đến thì bà sợ lắm. Bắt đầu khi mà ngài đến á, thì bà ra cửa bà đuổi ngài đi, nói tôi không có gì tôi cúng. Thực sự bà rất là giàu. Tôi không có gì tôi cúng, ông đi chỗ khác. Ông đứng đây cả buổi tôi cũng cho gì đâu, uổng phí thời gian, mất công của ông thôi. Nhưng mà ngài Tăng Đầu Lô đã có một cái năng lượng từ ái muốn độ cho cái bà lão này, cho nên cứ ôm mình bác đứng. Đứng một lát thì ngài thể hiện ra cái da của ngài bắt đầu xám xịt đi, hơi thở khò khè, yếu ớt, và bắt đầu có cái trạng thái của một người bị trúng gió sắp chết rồi. Mà cái thời đó đó, nếu như một người nào mà chết ở ngay nhà của mình đó, thì sẽ bị quan quân đến bắt lên trên tòa để điều tra, rồi đủ thứ chuyện rắc rối xảy ra. Cho nên đó, bà cụ thấy cái ông thầy sa môn này sắp chết như thế, lo vô cùng. Nếu mà lỡ như ông chết ở ngay nhà mình thì rắc rối vô cùng. Lúc đó thì bà đang chiên các cái bánh bột, thì bà mới nhìn trong cái rổ bánh đó, bà lấy cái bánh nào nhỏ nhất đem ra cúng dường cho ngài. Mà ngài Tăng Đầu Lô là ngài đã đọc được, có theo tâm thông mà, đọc được cái suy nghĩ của bà, cho nên ngài dùng cái thần lực khiến cho cái bánh, rổ bánh nó dính nhau. Bà lấy cái nhỏ nhất mà nó dính cả chùm, gỡ không được. Mà bây giờ bà nhìn ra ngoài cửa thì ông thầy sắp chết rồi, mà nếu mình tiếc cái rổ bánh này, ông chết nó càng rắc rối hơn. Thôi gỡ không ra, bưng cả rổ bánh ra cúng. Bắt đầu khi mà bưng cái rổ bánh ra ngoài cửa thì ngài Tăng Đầu Lô khỏe mạnh trở lại, da dẻ hồng hào trở lại, thở đều đặn trở lại. Bà tức vô cùng, bà nói ông tu hành mà lừa dối, ông tu hành mà lừa tôi tưởng ông chết tôi mới đem cái rổ bánh ra tôi cúng. Ai về ngài Tăng Đầu Lô nhận rổ bánh xong ngài mới nói, bà, tôi đến đây khất thực không phải cho tôi ăn, tôi là một vị thánh thì chư thiên cúng dường chứ không phải là người phàm cúng dường. Nhưng mà ở tại tịnh xá hôm nay có một số vị tỳ kheo bị bệnh không đi được, họ đói họ khát ở nhà, tôi đi khất thực đem cái bánh này là về cho họ dùng chứ không phải cho tôi dùng đâu, bà đừng có trách tôi. Thì cái bà lão bà nghe xong bà cảm động, bà rơi nước mắt. Bà nghĩ rằng tại sao trên cuộc đời này lại có những người mà có cái tâm từ bi, có cái lòng vị tha vĩ đại như thế. Bà mới thay đổi cái tánh khí của bà. Bà ngay lúc đó bà phát nguyện với ngài Tăng Đầu Lô, bạch ngài từ nay về sau ngài đừng đi đâu khất thực, ngài đến nhà con cúng dường hết. Và từ đó về sau bà trở thành một vị đại thí chủ của ngài Tăng Đầu Lô. Cho nên mình thấy rằng là các cái vị mà Bồ Tát, các vị cao tăng ở trong cuộc đời này làm những cái vị mà có một cái tấm lòng rất lớn, dùng năng lực của lòng từ đó ứng xử trong cuộc đời sẽ thành công. Trong kinh doanh cũng vậy, trong quan hệ gia đình cũng vậy, trong giao tiếp với người thân cũng vậy, trong xã hội cũng vậy. Nếu chúng ta thiếu đi yếu tố lòng từ, thất bại. Thất bại trong hiện tại và trong tương lai. Còn có lòng từ, xin thưa quý vị, sẽ cảm hóa lần lần, sẽ thành công một cách bền vững, chắc chắn và rực rỡ trong hiện tại và tương lai. Đó là một điều rất là thực. Ở Nhật Bản có một vị quốc sư, thầy của Nhật Hoàng là ngài Mộng Song. Ngài Mộng Song là nổi tiếng về một vị thiền sư đức độ lắm. Một hôm ngài lên trên cái chiếc thuyền để đi qua bến sông bên kia, thì thuyền đã ra gần giữa dòng sông rồi, khách ở trên thuyền đã ngồi yên ổn rồi, thì cái người chèo thuyền đang chèo như thế thì bỗng nhiên một cái vị võ tướng đó, hung dữ lắm, đứng bờ bên này kêu cái người chèo thuyền hãy quay lại chở ta với. Thì mọi người trên thuyền bảo với cái người chèo thuyền thôi, đã đi nửa đường rồi, thôi đi qua bên kia rồi quay lại chở sau. Nhưng mà ngài Mộng Song á, ngài lên tiếng, thôi còn một người nữa, ông hãy chịu khó quay trở lại để đón cái người khách cuối cùng đi. Khi mà cái vị võ tướng này với cái tính khí ngang tàn hung hăng bước lên trên thuyền rồi, đã không biết ơn ngài Mộng Song, mà thấy cái chỗ ngồi của ngài tốt á, dùng cái roi quất lên đầu của ngài, quất đến nỗi mà máu nó chảy ra khắp cả trên đầu. Mọi người không có dám can ngăn, bởi vì ngày xưa đó những cái vị võ tướng này quyền lực lắm, hung dữ lắm, cho nên cũng im lặng mà chấp nhận. Khi mà cái thuyền đã đi qua cái bến sông kia, ngài Mộng Song mới xuống thuyền đến cái bờ sông lấy nước rửa trên đầu, không có nói một cái lời gì tức tối hết. Thì cái vị võ tướng mà ngang tàn độc ác này cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận với cái hành động của mình. Vị võ tướng đến cái chỗ Ngài Mộng Song quỳ xuống và thưa rằng con xin sám hối với Ngài, con đã lỡ làm cho Ngài bị tổn thương như thế, xin Ngài hãy nhận con làm đệ tử của Ngài. Và từ đó về sau, cái vị võ tướng hung hăng ngang tàn trước kia trở thành một người Phật tử hộ trì đắc lực cho quốc sư Mộng Song. Chỉ cần một cái hành động, một cái lòng từ mà ôm ấp yêu thương thôi, thì chúng ta có thể cảm hóa một cái kẻ ngang tàn, một nghịch duyên, một oan gia trái chủ của mình trở thành một cái người thiện tri thức hộ trì cho mình. Đó là điều mà thực tế trong cuộc sống ngày nay. Chúng ta đem hàng triệu đồng, chúng ta đem hàng tỷ đồng để những thiết lễ rất là lớn, cầu siêu, cầu an, nhưng mà không có năng lực tâm từ trong đó, xin thưa thất bại hoàn toàn. Bởi vì mình cầu cho người đó siêu, nhưng mà tâm của mình vẫn còn giận, tâm của mình vẫn còn uất ức, vẫn còn cái gì đó vương vấn, thì làm sao người ta siêu. Chúng tôi đi ra ngoài Bắc á, bây giờ có nhiều Phật tử tại gia đó, không hiểu vì sao tự xưng mình có một cái năng lực tiếp xúc với cõi âm. Thấy một cái Phật tử mà đến gặp mình, bắt đầu nói bà có oan gia trái chủ theo, tôi sẽ giúp bà giải oan gia trái chủ. Nhưng mà không phải là giải bình thường, không phải là giải không đâu, không phải là giải miễn phí đâu. Một oan gia trái chủ nhẹ 10 triệu, nặng 20 triệu, nặng hơn 50 triệu. Có những Phật tử, có những người dân bình thường tin. Cho nên là mỗi lần mà giải oan gia trái chủ như thế là không phải chỉ một đâu, hàng chục oan gia trái chủ cho một người. Một cái buổi lễ cúng như thế là tốn cả hàng trăm triệu đồng. Và không biết có giải được chưa, nhưng mà trước mắt là tốn tiền, mất tiền đâu. Cái điều này á, chúng ta thấy rằng á, nó trái và nó rất là nguy hiểm, cái sự mê tín tà đạo. Hễ bây giờ chúng ta cái gì gặp cái gì mình cũng nói oan gia trái chủ hết. Xin thưa rằng những cái gì nó nghịch cảnh, nó trở ngại bình thường thôi, mình hóa giải bằng cái lối sống, bằng cái cách cư xử, bằng cái tình thương của mình. Mọi việc này êm xuôi, giải quyết một cách nhẹ nhàng, rốt ráo, hiệu quả, lợi ích vô cùng. Chúng ta bằng một cái niềm tin nó sai lệch, bằng một cái thành kiến hay là một cái suy nghĩ nó lệch lạc, hễ chút gì oan gia trái chủ theo đòi, làm cho chúng ta sợ hãi, lo âu, phân vân, đau khổ cả đời này. Cuộc sống của chúng ta, Đức Phật dạy những cái vấn đề rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, rất thực tế. Mà nếu chúng ta sống như thế thì mọi việc nó rất là bình yên, không có gì lo lắng cả. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy rằng khi mình muốn tiếp xúc với một người nào đó mà có một cái năng lượng của cái sự mâu thuẫn với nhau, dùng cái năng lượng lòng từ của mình để hướng về người đó, thì bỗng nhiên bao nhiêu cái giận hờn, bao nhiêu tức tối, bao nhiêu cái nội kết giữa mình với người đó sẽ được hóa giải một cách rất là mau chóng, và cảm hóa người đó đến với đạo rất là thành công. Ngài Anan có một người bạn tên là Rosin. Thì hôm đó Đức Phật và giáo đoàn đến địa phương của Ngài Rosin để mà hoằng hóa. Thì cái anh chàng Rosin này, bạn của Ngài Anan, đến đảnh lễ Đức Phật, và với một cái vẻ cung kính lắm. Ngài Anan mừng lắm. Nay thì cái người bạn thân của mình đã biết tôn kính Tam Bảo, lễ bái Đức Phật như thế là một điều rất là mừng, cho nên mới khen ông Rosin. Thì Rosin mới nói rằng là tôi đến đảnh lễ thầy của ông á, không phải là vì cung kính Phật gì hết, nhưng mà tôi cá độ với bạn của tôi. Nếu mà tôi dám đảnh lễ thầy của ông, tôi được 500 đồng tiền vàng. Mà nếu mà tôi mà không có dám đảnh lễ diện kiến thì tôi bị mất 500 đồng tiền vàng. Cho nên tôi đảnh lễ thầy của ông là vì tiền, chứ không phải vì cung kính gì hết. Ngài Anan tối đó Ngài về buồn lắm. Ngài mới đem cái câu chuyện này ra mới thưa với Đức Phật. Đức Phật không nói gì hết. Tối hôm đó Đức Phật ngồi bắt đầu nhập định. Ngài mới rải cái tâm từ, rải tâm từ đến cái nơi mà Rosin đang ở. Và sáng hôm sau, Rosin đang ở nhà, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng của mình có một cái gì nó mát rượi, một cái gì nó bình yên, một cái gì nó tràn đầy cái niềm tin và hạnh phúc khó tả. Không nói không rằng, sáng hôm sau anh ta thức dậy rất sớm, tắm rửa, mặc quần áo mới sạch sẽ, và anh ta tự động đến tịnh xá tìm Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Phật vắng mặt ở đó, Ngài đang ở nơi khác, anh ta chạy đến đó để tìm Đức Phật. Và khi gặp Đức Phật rồi thì Rosin đối trước Đức Phật, quỳ xuống đảnh lễ, xin Ngài hãy cho con quy y với Ngài ngay lúc bây giờ liền. Thì quý vị thấy rằng á, một người mà chưa có niềm tin kính tín đối với Tam Bảo vẫn còn vì cái lợi ích ở thế gian, nhưng mà Đức Phật dùng tâm từ để mà hướng đến với người đó, thì bỗng nhiên nó thay đổi liền, khiến cho người đó đến với Phật Pháp rất là nhanh. Cho nên chúng ta học theo cái Pháp của Đức Phật, chúng ta thực hành theo cái sự dạy dỗ của Đức Phật, thì chúng ta sống cũng như vậy. Trong nghệ thuật, sống ở cuộc đời này, trong gia đình, trong công việc, chúng ta dùng tâm từ ứng xử với mọi người thì mình sẽ rất là thành công. Và khi mình gặp một ông chướng, một cái kịch duyên, một nghịch cảnh gì đó, khi một người là nào nói xấu, hành hạ, làm khổ đau chúng ta cũng dùng tâm từ mà ứng xử với họ. Chẳng hạn như trong luận và trong kinh, Đức Phật dạy rằng là một người lái một cây gậy để đánh mình, thì nếu như cái người phàm phu chúng ta đó thì đánh lại cái roi, đánh lại cái gậy đó. Bởi vì sao? Cái roi, cái gậy đó là cái yếu tố trực tiếp đã làm tổn thương mình. Người mà trí thức hơn, căn cơ hơn á, thì không đánh cây roi, cây gậy đó, mà đánh ai? Đánh cái người cầm roi, cầm gậy đó. Như vậy là trả thù. Nhưng mà đối với Đạo Phật chúng ta đó, nếu chúng ta đánh lại cái cây roi, cây gậy, thậm chí chúng ta đánh lại cái người cầm roi, cầm gậy, chúng ta vẫn là người si mê. Bởi vì sinh ra trên cuộc đời này có ai muốn đánh người khác đâu, có ai muốn nói xấu người khác đâu, có ai muốn làm tổn thương người khác đâu. Sinh ra trên cuộc đời này, sở dĩ người đó đánh người khác, hành hạ người khác, làm khổ người khác là bởi vì cái vô minh, cái phiền não, cái sân hận trong con người, trong cái tâm của con người đó. Mình phải thấy cái gốc rễ nó sai sử như thế. Cho nên á, mình nếu mình đánh á, là mình phải làm sao tiêu trừ cái sự sân hận, ác ý ở trong tâm của con người đang đánh đó. Thì mọi việc nó sẽ bình yên, mọi việc nó sẽ nhẹ nhàng hết. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này á, nếu mình sống mà mình thấy được cái điều đó, thì trong cái việc tu tập, trong cái việc làm đạo hộ trì Phật Pháp của chúng ta sẽ có một cái niềm vui thanh tịnh và có thể thành công ngay trong cái cuộc sống của mình. Cho nên cái bí quyết của tâm từ này giúp cho các vị hành đạo trong cuộc đời này rất là thành công, cũng như Phật tử chúng ta. Cái sự mầu nhiệm thứ 5 của tâm từ ở đây á, tâm từ là một cái sức mạnh thiêng liêng, một cái sức mạnh kỳ lạ, có thể giúp cho chúng ta đối trị tất cả những cái gì nguy khó, những cái gì mà trở ngại nhất trong cuộc đời này. Xin thưa rằng là tâm từ là một cái gì đó nó rất là mạnh mẽ. Có một lần Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đang ngồi thiền, thì quỷ dạ so đó hay căm tức với một cái niệm xấu ác đó, cho nên quỷ dạ so dùng một cái chày, một cái vật rất là lớn đánh trên đầu Ngài Xá Lợi Phất. Với cái sức mạnh của một quỷ dạ so như thế thì khiến cho một cái tảng núi có thể vỡ vụn ra. Nhưng mà đối với Ngài Xá Lợi Phất á, thì không có ảnh hưởng gì cả. Sau khi xả thiền xong thì Ngài Một Kiền Liên á, mới thưa với Ngài Xá Lợi Phất rằng hồi nãy có một quỷ dạ so tấn công Ngài với một cái sức mạnh kinh khủng, Ngài cảm thấy như thế nào? Ngài Xá Lợi Phất trả lời rằng ta cảm thấy giống như một chiếc lá nó rơi nhẹ trên cơ thể của mình thôi, không có tổn hại, không có gì đau đớn cả. Năng lực của lòng từ của Ngài đối diện với những cái ma chướng, với những nghịch cảnh trong cuộc sống, làm cái gì nó rất mầu nhiệm trong cuộc sống này. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta thấy được những cái sự vi diệu của tâm từ như thế, thì chúng ta phải ứng dụng và phải sống ngay với tâm từ này. Một ngày nào á, chúng ta không sống với tâm từ là ngày đó chúng ta cảm thấy của cuộc đời này đầy dẫy oan chướng, đầy dẫy cái trở ngại, đầy dẫy nghịch cảnh, đầy dẫy nghiệp duyên. Chúng ta sống trong cái trạng thái tâm lý rất đau khổ. Và đặc biệt rằng khi tâm từ không có mặt thì tâm sân nó sẽ có mặt. Tâm sân sẽ có mặt thì chúng ta sẽ có nhiều kẻ thù. Mà có nhiều kẻ thù thì mình sẽ có nhiều lo âu bất an. Nhiều lo âu bất an thì chúng ta sẽ lo lắng và chết sớm. Chúng ta chết sớm như thế, chúng ta sẽ đọa trong cảnh giới đau khổ. Đó là một cái chuỗi tương quan nhau. Còn khi mà tâm từ có mặt, chúng ta cảm thấy bình yên, mọi người là bạn hữu. Như vậy chúng ta cảm thấy an ổn, hỷ lạc, hạnh phúc. An ổn, hỷ lạc, hạnh phúc như thế thì sức khỏe của chúng ta nó được ổn định, thọ mạng của chúng ta kéo dài, chúng ta có niềm vui, chúng ta dấn thân vào trên con đường đạo, như thế chúng ta sẽ sống lâu. Và khi mà vô thường đến, chúng ta ra đi một cách bình an, và sau khi qua đời chúng ta sẽ sanh về cảnh giới an lành. Đó là cái tương quan chuỗi nhân quả của tâm sân và tâm từ. Cho nên thấy được cái điều đó thì chúng ta nên phải thực hiện và áp dụng ngay cái phương pháp tu tập tâm từ. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể thực hiện và phương pháp tu tập tâm từ? Chúng tôi đưa ra hai cái cách thức mà trong hai bộ kinh luận Đức Phật đã dạy. Trong bộ Thanh Tịnh Đạo Luận của Ngài Phật Âm á, dạy cho chúng ta tu tập cái tâm từ, rằng là khi mình muốn tu tập tâm từ á, việc đầu tiên trước mắt á, là chúng ta phải thấy được sự nguy hiểm của tâm sân, của ác ý, của sự giận dữ. Tâm sân nó sẽ đưa đến 7 cái kết quả xấu ác trong cuộc đời này. Cái người mà sống tâm sân thì bị cái hậu quả thứ nhất là gì? Khuôn mặt xấu xí, diện mạo khó coi. Cái người mà sừng sộ, mà tức giận lên, quý vị thấy có đẹp không? Bữa nào mình nhờ những người thân trong gia đình, lúc nào mình xong mình chụp tấm hình. Chụp tấm hình xong mình rửa thật to, mình dán ở trên nhà đó. Mỗi bữa tối mình ngồi mình nhìn thử khuôn mặt mình khi mà xong như thế nào. Đó là một cái kết quả ngay tức khắc. Khi mà cái tâm sân nó khởi lên, nó là diện mạo khuôn mặt của mình khó coi vô cùng. Có thể nó là xấu nhất từ trước đến nay, xấu nhất trên cuộc đời này luôn. Cho nên đó là cái tác hại đầu tiên. Tác hại thứ hai của tâm sân á, làm cho chúng ta sống trong đau khổ. Không ai mà sân mà hạnh phúc hết. Mà nếu hạnh phúc đó là hạnh phúc trá hình, hạnh phúc nhất thời, hạnh phúc giả tạo thôi, mà hạnh phúc trong đau khổ. Trên cái tác hại thứ hai của tâm sân làm cho chúng ta sống trong đau khổ. Tác hại thứ ba của tâm sân á, là làm cho chúng ta không tăng trưởng trên cái con đường phát triển tâm linh. Nó ngăn cản, nó thiêu hủy đi tất cả những công đức lành, làm cho chúng ta bị thoái lui, bị trở tiến trên cái, bị trệ đi trên con đường tâm linh của chúng ta. Tác hại thứ tư của tâm sân á, là làm cho chúng ta nghèo khổ thiếu thốn. Càng sân hận á, chúng ta có thể nóng nảy, và chúng ta có thể những cái hành động rất là nông nổi, khiến cho bao nhiêu sự thành đạt phước báu trong cuộc đời mình bị thiêu hủy hết. Đó là tác hại thứ tư. Tác hại thứ năm của tâm sân á, là mọi người không có tôn kính, không có quý mến mình. Có ai mà đem lòng kính người tâm sân đâu. Chỉ có quần chúng, chỉ có những cái những người cùng đồng một cái quan niệm sống với nhau mới kính. Cho nên cái người tâm sân á, là không được mọi người kính trọng. Cái hậu quả thứ xấu á, là bị mọi người xa lánh. Mọi người không ai bao giờ thích những người gần cái sân hận. Và tác dụng cái hậu quả thứ bảy của tâm sân, đó là sau khi qua đời sẽ đọa lạc trong cảnh giới khổ đau. Khổ đau. Cho nên trước khi mà tu tập lòng từ, chúng ta phải nghĩ đến cái hậu quả, cái nguy hiểm của tâm sân, giống như một mũi tên tẩm độc, giống như một ung nhọt, giống như một cái ung bướu trong con người của mình, giống như lửa của địa ngục. Và cái hậu quả của sân hận này, nó làm cho chúng ta tâm bị vẩn đục, ô nhiễm. Nó làm cho chúng ta phải đau khổ. Và đặc biệt là nó thiêu đốt tất cả những công đức lành, và nó hủy diệt tất cả mọi thứ trên thế gian này. Và khi chúng ta nghĩ đến cái hậu quả của tâm sân đó, thì chúng ta khởi lên cái yếu tố thứ hai ở đây là chúng ta phải chuẩn bị tinh thần là phải có sự kham nhẫn. Muốn thực hành một pháp gì trong đạo Phật cũng phải có yếu tố kham nhẫn để hỗ trợ, để gia lực vào trong cái sự tu tập đó mới thành công được. Cho nên hai yếu tố là thấy được nguy hiểm của tâm sân và thấy được cái sự lợi ích của cái lòng kham nhẫn. Rồi bắt đầu chúng ta rải tâm từ. Khi mà rải tâm từ thì đạo Phật khuyên chúng ta nên mình ngồi mình niệm như thế này: nguyện cho tất cả chúng sanh không có oan trái lẫn nhau, nguyện cho tất cả chúng sanh không khổ về tâm, nguyện cho tất cả chúng sanh không khổ về thân, nguyện cho tất cả chúng sanh giữ gìn thân tâm được an lạc, sống trong an lành hạnh phúc. Đó là mình xem như là một cái câu thần chú, mình xem như là một cái lời nguyện mà chúng ta đừng có quên. Khi chúng ta dùng những cái lời nguyện như thế, mình rải đến cái bản thân mình trước. Bởi vì nhiều đối tượng để rải tâm từ lắm, nhưng mà chúng ta rải tâm từ đối với những cái người mà tức giận thì nó không có tác dụng nhanh. Rải tâm từ đối với đối tượng nào trước? Đối với chính mình trước. Rải tâm từ thương yêu đối tượng mình, con người mình, không có nghĩa là mình dung túng cho những tánh xấu, không có nghĩa là dung túng cho những tập khí chủng tử sai lầm, mà mình thấy rằng trong con người mình có những hạt giống xấu, những có cái gì nó không tốt đẹp thì mình hãy gạn lọc. Có những đức tính gì tốt mình hãy phát triển một cách viên mãn tốt đẹp. Rải tâm từ đến với bản thân. Rồi sau đó đối tượng thứ hai rải tâm từ là đối với những vị khả kính khả ái, ví dụ như thầy của mình, ví dụ những bậc trưởng thượng của mình. Đối tượng thứ ba rải tâm từ là chúng ta rải tâm từ đối với những cái người mà thân quyến, cha mẹ, anh em, chồng vợ, người thân, người bạn của mình. Đối tượng thứ tư rải tâm từ là đối với những người dửng dưng trong cuộc đời này, những người mình không quen không biết. Đối tượng thứ năm đó là những người khác giới tính, người nam rải cho người nữ rải cho người nam. Đối tượng thứ sáu ở đây là những cái người mình ghét. Đối tượng thứ bảy là những người mình thù. Như vậy thì theo bộ Thanh Tịnh Đạo Luận là chúng ta hướng tâm từ mình nguyện như thế đối với các đối tượng tuần tự thứ lớp như thế. Còn theo phân tích bộ trong luận của Phật giáo Nguyên Thủy, vậy thì chúng ta phương pháp rải tâm từ là ban đầu chúng ta hãy ngồi định tâm, nhiếp niệm theo dõi cái quán niệm hơi thở. Khi điều thân và điều tức của chúng ta nó được ổn định, thân trang nghiêm, hơi thở đã được lắng động và ổn định, tâm đã được nhẹ nhàng, thư thái rồi, bắt đầu mình rải tâm từ. Rải tâm từ đến 12 đối tượng. 12 đối tượng trong đó có 5 đối tượng chung và 7 đối tượng riêng. 5 đối tượng chung, thứ nhất là tất cả chúng sanh. Thứ hai là chúng sanh có các cảm thọ. Thứ ba là chúng sanh có hình sắc. Thứ tư là những cái chúng sanh có các cái thân ngũ ấm. Thứ năm là tất cả chủng loại chúng sanh nói chung. Như vậy đó là 5 chúng sanh chung và 7 loại chúng sanh riêng. Đó là tất cả người nam, tất cả người nữ, tất cả các vị thánh nhân, tất cả các người phàm phu, tất cả những vị chư thiên, tất cả các loài người. Và thứ 7 nữa là tất cả những chúng sanh cấp thấp ở cõi súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, khổ đau. Như vậy, đối với 12 đối tượng đó, mình rải tâm từ, mình luôn luôn niệm với 4 cái lời nguyện vừa rồi. Nguyện cho tất cả chúng sanh không có oan trái lẫn nhau, nguyện cho tất cả chúng sanh không khổ về tâm, nguyện cho tất cả chúng sanh không khổ về thân, nguyện cho tất cả chúng sanh hãy giữ gìn thân tâm được an lạc. Khi mình đối với 12 đối tượng đó thì tâm từ của mình sẽ được thành tựu. Sau khi hướng 12 đối tượng đó thì muốn cho tâm từ mình mở rộng lên ra thì chúng ta ngồi tĩnh tâm tiếp tục, lấy tay trái của mình để làm hướng đông. Nguyện cho tất cả chúng sanh ở hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau. Nguyện cho tất cả chúng sanh hãy được không khổ về tâm, không khổ về thân, luôn giữ gìn thân tâm được an lạc. Trước mặt chúng ta sẽ là hướng nam. Bên hướng này tức là hướng đông nam. Nguyện cho tất cả chúng sanh ở hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, không khổ về tâm, không khổ về thân, luôn giữ gìn thân tâm được an lạc. Nguyện cho tất cả chúng sanh ở hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, không khổ về thân, không khổ về tâm, luôn giữ gìn thân tâm được an lạc. Rồi hướng tây nam, rồi hướng tây, rồi hướng tây bắc, rồi hướng bắc, rồi hướng đông bắc, rồi hướng dưới và rồi hướng trên. Như vậy chúng ta rải tâm từ đến 10 hướng. Không chỉ chúng sanh trên trái đất này mà tất cả chúng sanh ở khắp trong cõi ta bà này. Như vậy tâm từ của chúng ta khi mình hướng 4 pháp này mà rải cho 12 loại chúng sanh được 48 pháp. 48 pháp này rải đến 10 hướng được 480 cái công đức của tâm từ. Chỉ trong một cái thời gian ngắn 10 phút, 20 phút, 30 phút chúng ta ngồi rải tâm từ như thế thì tự nhiên cái phước báu công đức và cái tâm lượng của mình nó sẽ tăng trưởng một cách bất ngờ, gọi là tâm vô lượng, không còn giới hạn, không còn phân biệt nữa. Cái tác dụng của vấn đề rải tâm từ ở đây là, thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta thực tập một ít như thế thì khiến cho giữa mình và người không có sự phân biệt, giữa mình và người không còn một cái sự oan chướng mâu thuẫn gì cả, giữa mình và người đồng đẳng với nhau, bình đẳng trong trạng thái nhất như một cách tuyệt đối như thế. Mình sẽ sống một cuộc đời vô ngã. Không có cái gì là ta, là của ta, sở hữu của ta. Không có cái gì là của người, sở hữu của người và là người cả. Như thế mình sống với người một cách rất là bình đẳng trong cái sự yêu thương một cách chân thành. Và cái tâm từ như thế giúp cho một vị hành giả sẽ thành tựu các cái cấp độ từ sơ thiền cho đến tứ thiền và sanh về các cái cảnh giới chư thiên. Đặc biệt hơn nữa, chứng được các cái quả giác ngộ và giải thoát. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi mình thực tập cái tâm từ là mang lòng yêu thương thì nó thể hiện trên 3 cái phương diện. Phương diện thứ nhất là trong các mối quan hệ chồng đối với vợ, con đối với cha mẹ, thầy đối với trò, đệ tử đối với sư phụ, những cái người đồng nghiệp cấp dưới đối với cấp trên, những người cộng sự với nhau. Trong các mối quan hệ chúng ta dùng tâm từ mà ứng xử thì sẽ được lợi ích và ứng dụng ngay trong cái cuộc sống của mình. Cái người mà làm ô xin cho mình cũng đem tâm từ mình rải thì họ quý trọng mình lắm, họ thương, họ kính trọng, họ trung thành mình lắm. Còn chúng ta dùng cái tâm của cái bề trên, của người giàu có đối với cái người thiếu phước đức thì chúng ta càng gây cái sự oán thù và chia rẽ. Cho nên trong tất cả các mối quan hệ đều có thể rải tâm từ. Thứ hai là trên cái phương diện cái công việc, quý vị nên để ý như thế này. Mình ở nhà mình nấu một cái nồi cơm, một cái bát canh, một cái dĩa rau cho cái người chồng hay người con trong gia đình mình ăn. Mình nấu với một cái tâm sân hận, một cái tâm là hơn thua. Ổng đi làm đâu, ổng hưởng thụ, ổng sướng quá. Bắt mình ở nhà, lau nhà, dọn vườn, nấu cơm, làm việc nội trợ khổ quá. Bắt đầu bao nhiêu có oán hận. Trong khi mình nấu, mình sẽ trút vào trong cái thức ăn đó. Ông chồng mình ăn thì cái sự mâu thuẫn giữa chồng vợ càng ngày càng lớn, cái sự đổ vỡ càng ngày càng cao. Cho nên quý vị nấu một cái thức ăn, rót một ly nước, giặt một cái quần áo, quét một cái sân, lau một cái nhà bằng tâm từ, thì ai mà cảm nhận cái đó, từ thức ăn cho đến người ta bước vào cái sân của mình, đều cảm nhận một năng lượng của sự bình yên, hạnh phúc. Như thế mình tạo được một công đức rất lớn, tạo được một cái niềm vui rất là lớn cho cuộc đời và giảm thiểu cái sự mâu thuẫn trong cuộc đời. Chúng ta về chùa cũng vậy. Ngày nay chúng ta thức dậy sớm với một cái tâm niệm là về đây tu, khóa tu một ngày an lạc, thì chúng ta phải nghĩ rằng mình về chùa là mang đến hạnh phúc cho mình và cho mọi người ở đây. Hơn 3.000 hành giả đang tu ở đây. Nếu như quý vị khởi lên một ý niệm mang hạnh phúc cho hơn 3.000 hành giả cùng tu với mình, cho những chúng sanh vô hình đang ở trong cái tu viện này cùng tu với mình, công đức phước báu của quý vị nhiều vô lượng, vô biên vô cùng tận. Đó là một sự thật trong cuộc đời này. Và nếu như chúng ta ý thức được mỗi ngày thực tập như thế đó, quý vị về chùa đạo tràng tu mấy ngàn người, thầy trụ trì không phải khang hơi mỗi cổ nhắc đi nhắc lại những cái việc nhỏ như cái việc sinh hoạt, điện thoại vân vân, mà để cho các thầy, các vị trong ban tổ chức mạnh đó nhắc đi nhắc lại, chúng ta cảm thấy nó nhột, chúng ta cảm thấy nó buồn tủi, khó chịu lắm. Như vậy chỉ cần chúng ta khởi tâm từ thương ông thầy một chút, thương quý vị trong ban tổ chức một chút, thương tất cả mọi người đồng tu một chút, thì cần gì phải nhắc, cần gì phải là khuyên nhủ nữa. Tất cả chúng ta đều có một tinh thần tự giác về đây, thì quý vị như thế công đức nó có, hạnh phúc nó có. Có một lần Phật tử hỏi chúng tôi: thầy ơi, mình tu làm sao có công đức? Thế nào là công đức, thế nào là phước đức? Chúng tôi nói đơn giản thôi, tu có công đức tức là trong tâm của mình càng an tịnh hơn, càng trong sáng hơn, càng nhẹ nhàng hơn, càng cảm thấy an lạc hơn. Và mình và mọi người khi mình tu như thế đều được thấm nhuần cái sự an lạc. Đó là công đức, chứ không phải là một cái hình tướng biểu hiện bên ngoài. Cho nên thưa rằng trong một đạo tràng mà mỗi hành giả có ý thức khởi tâm từ thương yêu với nhau thì đạo tràng đó rất an lạc. Quý vị thử qua cái lễ hội Kala Chatkala ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, những cái khóa tu của người Tây Tạng ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, bao nhiêu người? 20.000 người, 100.000 người, trong một khuôn viên rất chật chội, chỉ có 10 cái phòng vệ sinh thôi mà dành cho vài chục ngàn người như thế. Nhưng mà suốt tu bao lâu? Không phải tu một ngày, không phải tu 7 ngày, tu 2 tháng. Nhưng mà không bao giờ có sự gây gỗ, không bao giờ có lời qua tiếng lại, không bao giờ có sự tranh giành chỗ ngồi, thức ăn vân vân. Yên lặng, trang nghiêm, thanh tịnh suốt cả mấy tháng trời như thế, trong một điều kiện rất là thiếu thốn, khó khổ cực như thế. Bởi vì người ta có ý thức rằng về Bồ Đề Đạo Tràng, về thánh địa, về đạo tràng để mà tu, chứ không phải về đây để mà hơn thua qua lại. Nếu mà chúng ta muốn hơn thua qua lại, ra ngồi chợ là nơi lý tưởng nhất. Phải ở đây. Năng lượng của lòng từ chúng ta gặp càng nhiều người, khởi ra càng mạnh mẽ, công đức càng tăng trưởng, phước báu càng dâng cao. Và khi chúng ta khởi lòng từ trong cái nơi tu tập này, mình về gia đình cũng vậy, mình ra ngoài xã hội cũng vậy, ở tất cả mọi thành phần mình tiếp xúc, hoặc là mình nghĩ đến, hay là mình hướng tâm hữu duyên, vô duyên, người thân, kẻ sơ, kẻ thù hay là cái người tri ân với mình đều sống trong năng lực của lòng từ đó. Thì giống như trong Kinh Tăng Chi và trong Thanh Tịnh Đạo Luận nói rằng khi qua đời mình sẽ ra đi rất yên ổn, không cần ban hộ niệm, không cần quý thầy đến tiếp dẫn, mình tự tiếp dẫn cho mình. Mình tự sinh về cảnh giới an lành, rất là an lạc tuyệt vời. Cho nên khi chúng ta về đây mình nấu một nồi cơm, khi chúng ta rót một ly nước cho người khác, chuẩn bị một chỗ ngồi cho người khác, chúng ta mới thầm nguyện rằng nguyện cho cái người nào ăn cơm này đừng có oan trái lẫn nhau, đừng có khổ về tâm, đừng có khổ về thân, hãy giữ gìn thân tâm được an lạc. Nguyện cho người ngắm cái cánh hoa này đừng có khổ về tâm, đừng khổ về thân, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy giữ gìn thân tâm được an lạc. Làm một việc gì chúng ta đều được rải tâm từ, từ khi thức dậy cho đến khi mình nằm ngủ, từ khi mình về đạo tràng cho đến khi mình về nhà. Đảm bảo rằng quý vị sẽ vô cùng xinh đẹp, quý vị sẽ vô cùng phước báu, quý vị sẽ vô cùng hạnh phúc. Đó là một điều rất có thực. Cho nên đó là trên phương diện thứ hai là trong cái công việc, và trên phương diện thứ ba là nơi chốn. Bất kỳ nơi nào mình cũng có thể rải tâm từ như thế. Thì thưa quý vị, khi mình rải tâm từ đến một cái mức độ đó, càng ngày nó trở thành một thói quen, một nhu cầu, một cái yếu tố sống rất quan trọng, thì giữa mình và người sẽ xóa đi cái bản ngã, sự phân biệt, sự hơn thua, sự thù hằn. Bởi vì sao? Cái tâm từ không phải là cái tâm đồng chí, không phải là tâm đồng đội, không phải là tâm đồng chủng, không phải là cái tâm đồng đạo vân vân. Tâm từ nó vượt lên tất cả, xem tất cả mọi người là thiện tri thức, là bạn hữu, là người thân của mình. Lúc đó không có phân biệt gì nữa. Ở Hàn Quốc có một vị thiền sư nổi tiếng đức độ. Một hôm Ngài đi ra giữa chợ trời nắng, thì Ngài đứng giữa cái trời nắng, Ngài đứng im. Có một anh thanh niên, anh đến thưa với Ngài: bạch Ngài, trời nắng như thế này tại sao Ngài không đứng dưới một tàn cây, không vào trong mái hiên để đứng? Thì Ngài thiền sư này mới nói rằng chúng nó đang ăn. Chúng nó đang ăn. Anh thanh niên này thắc mắc tò mò hỏi: ai ăn thầy? Thì Ngài không có trả lời, Ngài cởi cái chiếc áo tròn ra. Trên thân của Ngài từ cổ áo cho đến dưới chân hàng ngàn con rận đang bu và hút máu đỏ âu hết. Và Ngài nổi tiếng là thiền sư nuôi rận. Anh thanh niên này anh ngạc nhiên nói: bạch Ngài, tại sao Ngài không bắt rận, đuổi rận ra, Ngài chịu gì nói? Thì Ngài trả lời một câu: mình sống cũng để cho nó sống. Để cho nó sống. Và anh thanh niên này phục quá. Cho nên là anh đang buôn bán như thế mà thấy trên cuộc đời này có một vị cao tăng có 102 như thế, anh mới phát tâm xuất gia tu học với Ngài. Thì Ngài mới nói rằng tu với ta nó cũng khổ cực khó khăn lắm, con có chịu nổi không? Thì anh nói rằng khó cỡ nào, cực cỡ nào con cũng chịu được. Bắt đầu Ngài mới đưa ảnh về tu học ở trên cái ngọn núi đó. Mà ở Hàn Quốc á, thì người ta thường có cái bếp ở ngoài trời, nấu nước cũng ở ngoài trời. Và ở trong cái tỉnh thất của Ngài có một cái nồi nấu nước nó bị mốt méo đi. Ngài mới bảo ảnh á, con lấy cái nồi ra con gò lại cho nó tròn. Ảnh gò lần thứ nhất, ảnh đem vô. Ông thầy ổng la, ông nói chưa có được, gò lại. Lần thứ hai, ổng cũng nhăn, ổng chịu. Lần thứ ba cũng xong. Ảnh gò đến 8 lần như thế. Ông thầy vẫn chưa bằng lòng. Đến lần thứ 9, ảnh gò xong, trong tâm ảnh khởi lên một ý niệm: lần này mà ông la nữa là tôi không tu nữa. Lần này mà thầy còn la nữa là con trả áo con về lại thế gian. Nhưng mà may mắn sau đó, thưa quý vị, lần thứ 9 gò xong cái nồi đem vô, ông thầy ông khen: tốt quá con ạ, con rất là giỏi, con gò xong cái nồi này. Lúc đó cái ý niệm mà hoàn tục biến mất, và ảnh cảm thấy kính trọng và tri ân thầy mình vô cùng. Thưa quý vị, cái vị thiền sư này không phải bắt ảnh gò nồi đi gò nồi lại, cũng phải khó tính, cũng phải cực đoan. Vì gì mà không phải là gò cái nồi, gò cái tâm. Gò cái tâm của ảnh có kiên nhẫn hay không, có chịu đựng hay không, có cái lòng từ để cảm thông ông thầy mình hay không, với pháp tu của mình hay không. Khi mà gò được rồi, đúng cái mức độ 9-10 rồi, như thế là đã hình thành rồi, đã thành công rồi. Đó là lòng từ. Lòng từ của một vị thiền sư, của một vị cao tăng. Cho nên lòng từ đôi khi nó nhẹ nhàng êm ái, nó cũng có khi là mạnh mẽ, rồi cũng có khi là nó cái gì nó bình thường, cũng có khi gì nó cũng rất là biểu hiện căng thẳng ở bên ngoài. Cũng như chúng ta về chùa thấy một bên hộ pháp, một bên tiêu diệu. Mình thấy cái vị tiêu diễn đó mình cứ đừng nói rằng vị này không có lòng từ, vị này hung dữ. Không, đó cũng là biểu hiện của lòng từ. Bồ Tát Quan Thế Âm hóa thân thành tiêu diện đại sĩ cũng là một cái biểu hiện khác của lòng từ. Cho nên mục đích của lòng từ là gì? Hãy mang lại hạnh phúc, an vui, thành công, may mắn và sức khỏe cho mọi người trên thế gian này. Và chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người trên thế gian này nếu sống với cái tâm từ đó thì thế giới này ngay tức khắc sẽ biến thành một cõi cực lạc, hạnh phúc, an vui. Và chúng tôi mong rằng toàn thể quý Phật tử chúng ta ý thức được điều đó. Chúng ta hãy phát khởi và tu tập lòng từ. Đừng đợi đến giây phút nữa, ngay từ đây, ngay giây phút này và trọn kiếp cuộc đời của chúng ta an trú vào tâm từ với 4 cái câu thần chú: nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, nguyện cho tất cả chúng sanh không khổ về tâm, nguyện cho tất cả chúng sanh không khổ về thân, nguyện cho tất cả chúng sanh luôn giữ gìn thân tâm được an lạc hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, quả thật không khác những gì mà đạo tràng chúng con đã có những lòng yêu mến đối với một vị giảng sư khả kính của mình. Buổi sáng hôm nay đạo tràng chúng con vô cùng hoan hỷ, nhất là những Phật tử hành giả được Thầy chia sẻ về những căn bản, phương pháp làm thế nào để rải được những tâm từ đối với một hành giả tu tập. Và chúng con đặc biệt là được học 4 câu thần chú vô cùng hay do Đại Đức Giảng Sư chia sẻ với đạo tràng chúng con. Đó là làm thế nào để chúng ta không có oan trái lẫn nhau, làm thế nào để không khổ về tâm, làm thế nào để không khổ về thân, và đặc biệt là làm thế nào để thân tâm được an lạc, hạnh phúc. Đây là 4 câu thần chú vô cùng hay, vô cùng đặc biệt trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đặc biệt, Thầy có chia sẻ với đạo tràng chúng con, nếu hơn 3.000 hành giả như thế này mà chúng ta chịu tu tập một năng lượng từ bi, thì những chúng vô hình ở ngay đạo tràng tu viện Tường Vân này sẽ được thừa hưởng, và ngay cả bản thân chúng ta cũng được hưởng. Thì như thế hành giả chúng ta có một công đức vô cùng to lớn, một công đức vô cùng cao. Thì hành giả chúng con xin nguyện lấy những lời mà Thầy đã chia sẻ với đạo tràng chúng con để chúng con cố gắng tu tập một năng lượng giải thoát cho chính bản thân mình. Đặc biệt là chúng con sẽ rải tâm từ đối với ban tổ chức để ban tổ chức không phải phiền hà về đạo tràng chúng con nữa. Và đặc biệt là chúng con không phụ lại tấm lòng mà Thầy đã từ miền Trung xa xôi, tỉnh Bình Định, tạm gác lại mọi công tác Phật sự mà Quang Lâm về đây chia sẻ với đạo tràng chúng con. Chúng con cầu chư Phật gia hộ cho Thầy bước sang một mùa Phật đản vô cùng an lạc, giải thoát. Và đặc biệt Thầy luôn được nhiều sức khỏe để Quang Lâm nhiều hơn về đạo tràng chúng con, để chia sẻ những kinh nghiệm tu tập cho chúng con được noi theo Thầy để tu học. Giờ này chúng con xin được thành kính niệm ân Thầy, kính cung thỉnh Thầy cùng toàn thể đại chúng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này